Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 165. Đừng chém, pháo hoa bắn cũng đã bắn rồi, người còn muốn làm gì? Thân ảnh Hạ Thiên lóe lên, đến trước mặt Tào lão đầu, đưa tay đá gãy thanh kiếm trong tay lão, sau đó một cước đạp bay lão ra ngoài. Luồng kiếm khí giống như có GPS định vị, tự động chém về phía Hạ Thiên. Chủ nhân của ngươi bay mất rồi, ngươi còn ở đây làm gì nữa? Hạ Thiên nhếch miệng, tùy ý giơ tay lên, nắm chặt kiếm khí lẫm liệt kia. Tào Thiền Thiền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng càng lúc càng tò mò. Hạ Thiên rốt cuộc là ai? Hạ Thiên nói, pháo hoa thì nên nổ, sau đó biến thành ánh sáng đủ mọi màu sắc trên trời. Nói xong, hắn đột nhiên dùng lực, bóp nát kiếm khí. Kiếm khí giống như mảnh vụn văng tứ tung. Trong đó có mấy sợi kiếm khí khá lớn giống như pháo hoa, sau khi hiện lên hào quang sáng chói thì không thể làm gì khác hơn là rơi xuống. A! À, một âm thanh như có như không truyền đến. Lỗ tai Tào Thiền Thiền khẽ động, bỗng nhiên quay đầu nhìn về một hướng nào đó, sau đó nói với Hạ Thiên, người có nghe tiếng hét thảm nào đó hay không? Nghe, mắt Hạ Thiên cũng nhìn về phía bên kia, khí tức quen thuộc truyền đến từ bên đó. Trong lúc Hạ Thiên đang muốn chạy đến đó, một bóng người bay đến, kiếm quang sắc bén bổ vào eo của hắn. Hạ Thiên, người đứng lại đó cho ta. Người kia còn hét lớn với Hạ Thiên một tiếng. Hạ Thiên một cước đạp bay người đến, khó chịu nói, thằng ngu ngươi còn chưa chịu xong đúng không? Muốn chết thì nói thẳng, ta nhất định sẽ thành toàn cho ngươi. Người đến chính là nam thanh niên tóc trắng bên ngoài cửa Thanh Đồng lúc trước, trấn thủ sứ đương thời của Tào gia, Tào Tùy Tâm. Ngươi tự tiện phá hư phong giới môn của Tào gia chúng ta có trách nhiệm phải giết ngươi. Nếu không, Tào gia ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tào Tùy Tâm nắm chặt thanh công kiếm, đưa tay trực chỉ Hạ Thiên, nào, đường đường chính chính chiến với ta một trận. Ngươi thắng, ta không dây dưa ngươi nữa. Ta thắng, ngươi phải quỳ xuống sám hối với Tào gia, sau đó nhận lấy cái chết. Ngớ ngẩn, Hạ Thiên không rảnh phản ứng loại người đầu óc có bệnh này. Tào Thiền Thiền nhìn thấy Đường huynh đồng tộc, lập tức nói, Đường ca, việc này thôi đi. Hạ Thiên làm như vậy là có nguyên nhân, không phải cố ý. Ngươi im đi, Tào Tùy Tâm tức giận hét lên với Tào Thiền Thiền, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Người này phá hủy phong giới môn, khiến Tào gia phải hổ thẹn, ngươi còn đi cùng với hắn. Tào Thiền Thiền vốn muốn nhắc nhở vị Đường huynh này đừng tự rước lấy nhục, kết quả còn bị chửi té tát vào mặt, tâm trạng cũng có chút khó chịu. Xưa nay ta không biết phong giới môn, cũng không biết thủ hộ sứ là gì. Tào Thiền Thiền cố nén cơn tức giận, tiếp tục thuyết phục Tào Tùy Tâm. Nhưng ta biết đó chỉ là một cánh cửa mà thôi, chẳng liên quan gì đến vinh dự của Tào gia. Ngươi không cần thiết phải vì một cánh cửa mà mất đi tính mạng. Vốn tưởng rằng ngươi là do bị bắt, nghĩ không ra ngươi lại nối giáo cho giặc. Tào Tùy Tâm nghe Tào Thiền Thiền nói xong, lại càng thêm phẫn nộ, ngươi quả thật là sỉ nhục của Tào gia, ngươi cũng xứng với họ Tào sao? Tào Thiền Thiền im bặt, cũng biết hoàn toàn không thể câu thông với loại người toàn cơ bắp. Đành nói, được rồi, ngươi cứ tự nhiên. Hừ, ngươi cút sang một bên cho ta, chờ ta giết Hạ Thiên xong, ta sẽ mở từ đường xử trí ngươi. Tào Tùy Tâm hừ lạnh một tiếng, sau đó quay sang lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, Tào Tùy Tâm ta từ trước đến nay không chiếm tiện nghi của người khác. Ngươi hãy dùng vũ khí sở trường nhất của ngươi chiến một trận với ta. Hạ Thiên lười biếng nói, đối phó với loại ngớ ngẩn như ngươi không cần vũ khí. Dõng dạc. Tào Tùy Tâm quát lớn một tiếng, ngươi đừng tưởng rằng trước đó chiếm được chút lợi lộc của ta thì cho rằng thực lực của mình cao hơn ta. Khi đó, ta chỉ sợ thương vong người vô tội, cho nên ta chỉ dùng 1/10 thực lực mà thôi. Cũng không khác gì lắm. Hạ Thiên tùy ý trả lời, ta chỉ dùng 1/1000. Đánh giám, Tào Tùy Tâm nghe xong, lại càng thêm tức giận. Hắn ta cho rằng Hạ Thiên đang cố ý sỉ nhục hắn ta, phụ thiên kiếm khí, trùng tiêu nhi khởi. Hạ Thiên cao mày, tại sao lại là chiêu này? Các ngươi không còn chiêu nào khác đúng không? Ngươi nói vậy là có ý gì? Tào Tùy Tâm sửng sốt, một chiêu này là chiêu thức lợi hại nhất phụ thiên kiếm khí của Tào gia chúng ta. Ngoại trừ đích mạch Tào gia, chưa từng truyền ra bên ngoài, ngươi thấy được từ đâu? Vừa rồi có một lão đầu nhi sử dụng chiêu này. Hạ Thiên hờ hững nói, lão đó đã bị ta đạp bay rồi, ngươi có thể đi tìm khắp nơi,
nói không chừng có thể tìm được. Tào Tùy Tâm nghe xong, không khỏi cười ha hả, đúng là buồn cười. Người tự đại cũng phải có giới hạn chứ. Một thức phụ thiên kiếm khí mạnh nhất, cho dù là tu tiên giả kim đan kỳ viên mãn cũng không dám đón đỡ, ngươi thì tính là gì? Là thật đó, Tào Tùy Tâm thở dài nói với Tào Tùy Tâm, chiêu này vô dụng thôi, ta khuyên ngươi đừng tự rước lấy nhục. Ngươi đang nói hưu nói vượn gì thế? Tào Tùy Tâm hiển nhiên không tin Tào Thiển Thiển, hắn đang phát xuân thu đại mộng, ngươi cũng còn chưa tỉnh ngủ sao? Phụ thiên kiếm khí chỉ có chính mạch Tào gia chúng ta biết dùng. Hơn nữa bên trong chính mạch, ngoại trừ tiên tổ Tào Kiếm Thánh sáng lập phụ thiên kiếm khí, chỉ có ta mới biết sử dụng. Ngươi không phải muốn nói tiên tổ Tào Kiếm Thánh đã đến đây chứ? Đúng là buồn cười, ha 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 ha. Tào Thiển Thiển chậm rãi gật đầu, đúng, chính là tiên tổ Kiếm Thánh Tào Cát Lợi. Ha, tiếng cười của Tào Tùy Tâm lập tức im bặt. Ha ha ha, sợ rồi sao? Nhạc Nhất San đâm con dao cách cổ Ninh Nhụy Nhụy khoảng một tấc. Gương mặt tràn ngập sự mỉa mai, loại nữ nhân dáng dấp xinh đẹp chán ghét như ngươi, lát nữa ta sẽ rạch nát mặt của ngươi, rồi từ từ giết ngươi. Đầu óc của ngươi đúng là có bệnh. Ninh Nhụy Nhụy cũng không sợ hãi, chẳng qua nàng cảm thấy chết trong tay loại nữ nhân như thế thật sự có chút thua thiệt, muốn giết thì giết nhanh một chút, còn không thì biến ra xa đi. Chà, tâm trạng của ngươi vẫn còn tốt lắm. Nhạc Nhất San cười lạnh không thôi. Lắc lư con dao ba cạnh trước mặt Ninh Nhụy Nhụy, chờ mặt của ngươi bị cạo nát, xem ngươi có còn đắc ý được nữa hay không. Ngươi khó tránh có chút đắc ý quá mức, Ninh Nhụy Nhụy lạnh giọng đáp, chân của ta đang bị giữ chặt, nhưng rất nhanh ta có thể thoát ra, đến lúc đó ngươi đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Ha ha ha, Nhạc Nhất San lại càng cười vui vẻ hơn, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường, ngươi có thể thử một lần. Ngươi càng phản kháng, bùn âm hồn lại càng quấn ngươi chặt hơn. Ngươi chết cũng sẽ nhanh hơn. Tiếp theo, nàng ta bắt đầu giải thích với Ninh Nhụy Nhụy nhằm đả kích tâm trí của nàng, để nàng biết được sự lợi hại trong đó. Ngươi có biết vì sao thứ này được gọi là bùn âm hồn không? Bởi vì bên trong có vô số oan hồn oan quỷ, nhưng bị uy áp bí cảnh u minh trấn trụ, chỉ có thể sợ hãi, cùng nhau tạo thành vũng bùn này. Nhạc Nhất San khinh thường nhìn Ninh Nhụy Nhụy, càng nói càng kích động, ta không ngại nói cho ngươi biết. Khi rơi vào vũng bùn này, chỉ có ba người mới có thể cứu được ngươi. Một là chủ bí cảnh này, mà cái này ngươi cũng đừng nghĩ đến. Nơi này đã là tàn cảnh, cũng bởi vì cảnh chủ đã chết. Hai là phụ thiên kiếm khí của Tào gia, ba là kinh tuyệt thần gai của Nhạc gia ta. Lúc này, Ninh Nhụy Nhụy đưa mắt nhìn kiếm khí xung thiên đằng xa, phụ thiên kiếm khí mà ngươi nói là cái kia phải không? Không sai. Nhạc Nhất San cười khẽ, nhưng ngươi cũng đừng huyễn tưởng trong lòng. Tào gia và Nhạc gia ta là thế gia, người của Tào gia không thể nào cứu ngươi, mà ta thì lại càng không có khả năng cứu ngươi. Ninh Nhụy Nhụy lạnh nhạt nói, không cần các ngươi đến cứu, ta tự có cách để thoát thân. Ngươi đúng là không thấy quan tài thì không đổ lệ. Nhạc Nhất San thấy tinh thần của Ninh Nhụy Nhụy không hề bị sụp đổ, trong lòng dâng lên một sự nôn nóng khó hiểu, hừ, bây giờ ta sẽ giết ngươi. Mặc dù chúng ta không thù không oán, nhưng người xâm nhập bí cảnh đều phải chết. Đây chính là ước định nhất trí của hậu nhân tứ giới trấn thủ xứ chúng ta. Ngươi muốn trách cũng chỉ có thể trách số mệnh của ngươi không tốt. Vừa nói xong, Nhạc Nhất San một lần nữa cầm con dao ba cạnh đâm thẳng vào cổ Ninh Nhụy Nhụy. Khoan đã, hình như có thứ gì đó bay đến. Ánh mắt Ninh Nhụy Nhụy phát hiện dị dạng, lập tức nhắc nhở một câu. Nhạc Nhất San đương nhiên sẽ không bị mấy trò xiếc con nít này lừa gạt, chỉ cười lạnh, hừ, bây giờ ngươi muốn cầu xin tha thứ gì đã muộn. Bành! Lúc này, một bóng người từ đằng xa bay đến, giống như đạn pháo nặng nề đập vào ót Nhạc Nhất San. A! Nhạc Nhất San chỉ kịp phát ra tiếng kêu thảm, hai mắt trắng dã, cả người ngã xuống đất. Nhạc Nhất San bị đánh ngã, không rõ sống chết. Chuyện gì xảy ra vậy? Ninh Nhụy Nhụy nhìn người đập trúng Nhạc Nhất San, phát hiện là một lão giả râu tóc bạc trắng thấp bé. Nàng chưa kịp bình tĩnh lại, chỉ thấy mấy mảnh vỡ kiếm khí cuồng bạo rơi xuống chung quanh nàng. A, Ninh Nhụy Nhụy vô cùng kinh ngạc phát hiện, kiếm khí vỡ vụn vừa lúc chặt đứt trói buộc của vũng bùn âm hồn đối với hai chân của nàng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế? Người đằng trước chẳng lẽ chính là hắn, không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng. Tào Tùy Tâm bừng tỉnh,
chỉ vào Tào Thiển Thiển, người đang nói hưu nói vượn mà thôi. Tiên tổ đã chết mấy trăm năm trước, tại sao còn ở đây? Lại còn bị cái tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này đánh bại. Ta nói là sự thật, về phần ngươi có tin hay không thì ta mặc kệ. Tào Thiển Thiển cũng biết sự việc đã vượt ra khỏi thường thức của nàng. Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, đoán chừng chính nàng cũng sẽ không tin. Sao, đó là, phụ thiên kiếm của Tào gia ta. Tào Tùy Tâm vốn còn muốn tranh luận hai câu, bỗng nhiên nhìn thấy thanh kiếm gãy trên mặt đất, lập tức kinh hãi không thôi, kiếm này rõ ràng đã chôn cùng mộ tổ Tào gia, tại sao nó lại ở đây? Tào Thiển Thiển đáp, là lão giả tên Tào Cát Lợi đã sử dụng vừa nãy. Phụ thiên kiếm chỉ có tu luyện phụ thiên kiếm khí mới có thể sử dụng. Ánh mắt Tào Tùy Tâm lộ ra vẻ khó tin, lúc này, dư vị kiếm khí khuấy động không dứt, đúng là phụ thiên kiếm khí thuần chính. Tào gia chỉ có tiên tổ kiếm thánh mới có thể dùng được. Chẳng lẽ? Tiếp theo, hắn ta hỏi Tào Thiển Thiển, người nói lão giả kia đi đâu rồi? Đi, à, bên kia kìa. Tào Thiển Thiển vô thức muốn nói lão giả bị Hạ Thiên đạp bay sang bên kia, cũng may mà nàng kịp thời sửa lại. Tào Tùy Tâm cũng không quan tâm đến việc dây dưa Hạ Thiên nữa. Bây giờ, hắn ta chỉ muốn chứng thực phỏng đoán trong lòng. Nghe Tào Thiển Thiển nói xong, hắn ta lập tức phi thân theo hướng mà nàng đã chỉ. À, người đâu? Tào Thiển Thiển đưa mắt nhìn Tào Tùy Tâm đi xa, nhưng khi nàng quay lại, nàng đã không còn thấy bóng dáng của Hạ Thiên, không phải chứ? Hắn cứ như vậy mà bỏ ta ở đây. Hắn đúng là không biết coi trọng nghĩa khí. Ngươi nói ai không coi trọng nghĩa khí? Lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng nàng. À, ngươi đã về, ngươi là ai? Tào Thiển Thiển còn tưởng rằng Hạ Thiên quay lại, nhưng khi quay người nhìn lại, nàng phát hiện là một nữ nhân tuổi tác không khác gì nàng, nhưng trên người lại tản ra khí chất vô cùng thanh lãnh, nhìn qua không giống phàm nhân. Người đến chính là Trương Lăng Linh. Vừa nãy không phải đã phát sinh qua một trận đại chiến ở đây sao? Trương Lăng Linh thu hồi lãnh ý, cười nhạt một tiếng. Vâng, Tào Thiển Thiển không tự chủ được gật đầu. Không biết vì sao nàng không hề nảy sinh địch ý với nữ nhân trước mắt, ngược lại còn có cảm giác thân thiết một cách khó hiểu, khiến nàng không thể không thuận theo. Trương Lăng Linh lại hỏi, người ra tay ngoại trừ Tào Cát Lợi còn có ai nữa không? Còn có Hạ Thiên, mà hắn đang tìm người, không cẩn thận mở ra. Tào Thiển Thiển trả lời, lập tức nhận ra nữ nhân trước mắt không biết Hạ Thiên, lại bắt đầu giải thích. Quả nhiên là Hạ Thiên, hắn đến đây thật. Trương Lăng Linh khẽ thở dài, không khỏi giật mình. Tào Thiển Thiển hỏi, người biết Hạ Thiên? Biết, nào chỉ là biết, Trương Lăng Linh cười khổ, nhưng lập tức khôi phục lại sự lạnh nhạt, ta vẫn mong hắn đừng đến, kết quả hắn lại đến, nhưng không sao, bên trong tàn cảnh U Minh có một số vật đáng ghét cũng cần phải đến lúc dọn dẹp. Nói xong, ánh mắt của nàng lại có chút kỳ quái nhìn Tào Thiển Thiển. Tào Thiển Thiển bị Trương Lăng Linh nhìn. Hơi run lên, tại sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Ta có cái gì không ổn sao? Ngươi không có gì là không ổn. Trương Lăng Linh gật đầu, lẩm bẩm, thật kỳ lạ. Vì sao Hạ Thiên lại mang ngươi vào đây? Hắn nói bởi vì quá nhàm chán, mang ta vào để ta nói chuyện với hắn. Tào Thiển Thiển ngoan ngoãn trả lời. Trương Lăng Linh không tin lý do này, cười nói, dung mạo của ngươi không xinh đẹp lắm, Hạ Thiên hẳn sẽ không gặp sắc khởi nghĩa. Nhất định còn có nguyên nhân cấp độ sâu hơn, hoặc nói trên người ngươi có thứ mà hắn cảm thấy hứng thú. Có sao, Tào Thiển Thiển không tự tin nhìn quần áo của mình, hẳn là không có. Trương Lăng Linh đánh giá Tào Thiển Thiển, ngươi tên gì? Ta tên Tào Thiển Thiển, Tào Thiển Thiển đáp. Người của Tào gia, khóe miệng Trương Lăng Linh khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, ngươi nhìn giống như người bình thường, một chút cơ sở tu tiên cũng không có. Xem ra là người của Hiền Tông. Tào Thiển Thiển lắc đầu, giải thích, hôm nay ta mới biết Tào gia còn có Hiền Tông, Ẩn Tông. Nhưng, tư chất của ngươi thật ra cũng không tệ lắm. Trương Lăng Linh mỉm cười, đưa tay nắm lấy cằm của Tào Thiển Thiển, nếu ngươi đã đến, lại được mở rộng tầm mắt, cuộc sống không buồn không lo trước kia chỉ sợ đã một đi không trở lại. Cái này, hình như là vậy. Tào Thiển Thiển nghĩ lại cuộc sống sau này. Xác thực không cách nào duy trì yên ổn được nữa. Trương Lăng Linh lập tức nói, vậy ngươi có muốn tu tiên hay không? Tu tiên, Tào Thiển Thiển ngẩn người, giống như tiên tổ của ta.
Tào Cát Lợi, đó không phải là tu tiên. Trương Lăng Linh lắc đầu, có chút cười nhạo, sau khi ông ta chết, ông ta đã lưu lại tinh hồn còn sót lại của mình ở đây. Chỉ cần không rời khỏi tàn cảnh U Minh, hồn phách của ông ta sẽ không bị tiêu tán, đến một mức độ nào đó cũng được coi là trường sinh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tào Thiền Thiền ngẩn người lại hỏi, giống như Hạ Thiên. Vậy thì ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Trương Lăng Linh lại lắc đầu, cho dù Hạ Thiên ở tiểu tiên giới, hắn cũng là loại biến thái. Người giống như hắn, từ xưa đến nay đoán chừng không có mấy ai. À, hắn lợi hại như vậy sao? Tào Thiền Thiền ngẩn ra, chẳng qua nàng cảm thấy Hạ Thiên quả nhiên không giống bình thường. Trương Lăng Linh nhìn biểu hiện của Tào Thiền Thiền, cười hỏi, người chắc đã biết tu tiên có ý nghĩa gì chứ? Biết biết, ta đã đọc qua một số tiểu thuyết tu chân, còn có phim truyền hình, ví dụ như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện, Thục Sơn truyện, còn có Phàm Nhân Tu Tiên. Ánh mắt Tào Thiền Thiền sáng lên, nếu ta tu tiên, ta cũng có thể giống như Lý Tiêu Giao, còn có Linh Nhi, thậm chí là Hàn Lão Ma. Trương Lăng Linh không biết Tào Thiền Thiền đang nói cái gì, chỉ có thể trả lời, chỉ cần ngươi cố gắng đầy đủ, gặp được cơ duyên, không phải là không có khả năng. Được, vậy ta tu. Tào Thiền Thiền lập tức gật đầu, ta tu như thế nào, trực tiếp bái ngươi làm sư phụ sao? Ta không thể nhận đồ đệ được. Tào Thiền Thiền khoát tay, nhưng ta sẽ tìm cho ngươi một sư phụ thật lợi hại. Quá tốt rồi, Tào Thiền Thiền bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh ngự kiếm phi hành, lên trời xuống đất. Trong lòng Trương Lăng Linh giống như rơi xuống một tảng đá. Tư chất của cô gái trước mắt xác thực có thể tu tiên, vừa lúc bù đắp cho một khâu trong kế hoạch tương lai của nàng. Nhưng sau khi cảm thấy may mắn, nàng lại rơi vào nghi hoặc vì sao Hạ Thiên lại mang Tào Thiền Thiền đến đây. Chẳng lẽ Hạ Thiên đã sớm biết kế hoạch của ta? Không thể nào. Tiểu muội chân dài, nàng nói cái gì không có khả năng. Hạ Thiên mỉm cười xuất hiện trước mặt Ninh Nhụy Nhụy, một tay rất tự nhiên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Là ngươi thật sao? Thân hình Ninh Nhụy Nhụy không tự chủ được mà cứng đờ. Khi nhìn thấy Hạ Thiên, nàng lập tức mềm xuống, tại sao ngươi lại ở đây? Hạ Thiên nghiêm túc nói, ta đến tìm nàng. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt, tức giận nói, bây giờ ngươi đã học xong cách nói dối. Ta không có nói dối. Hạ Thiên mỉm cười đáp, khi vừa đến đây, ta đã cảm nhận được khí tức của nàng, đương nhiên là ta đến tìm nàng rồi. Ninh Nhụy Nhụy đã làm quen với cách thức ở chung với Hạ Thiên, thành ra nàng cũng không dây dưa chủ đề này mãi. Nàng hỏi, tại sao ngươi tìm được nơi này? Căn cứ vào tọa độ mà bé ngoan gửi, ta tìm được nơi này. Hạ Thiên trả lời một cách đơn giản. Ninh Nhụy Nhụy càng thêm nghi ngờ, không hiểu hỏi, vì sao bé ngoan lại biết nơi này được nhỉ? Nàng ấy hẳn không phải biết nơi này, mà là điều tra được quán cơm kia có vấn đề. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, rất nhanh đã có một suy đoán, sau đó nàng ấy đi điều tra, kết quả hình như là bị cuốn vào cái nơi rách nát này. Khoan đã, ngươi nói quán cơm nào thế? Ninh Nhụy Nhụy nghe Hạ Thiên nói, cảm giác không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì, nàng ấy muốn điều tra chuyện gì. Hạ Thiên nhìn Ninh Nhụy Nhụy, cười nói, tiểu muội chân dài. Nàng quả nhiên vẫn ngốc như trước. Ngươi mới ngốc đấy, Ninh Nhụy Nhụy bất mãn chừng Hạ Thiên, ngươi nói không đầu không đuôi, ai biết được ngươi muốn nói cái gì. Thật ra rất đơn giản, chuyện là như thế này, lúc này, Hạ Thiên mới không nhanh không chậm thuật lại chuyện đến nước Mỹ một lần, bao gồm việc giải quyết Trường Sinh Thánh Điện, thay Mai Ngạo Tuyết giải quyết chuyện tranh chấp gia đình, tiếp theo là cứu mấy nhà khoa học, rồi nhận được tin nhắn của bé ngoan, chạy đến quán cơm Hòa Bình ở Po. Mở ra phong ấn tiến vào tàn cảnh U Minh, sau đó gặp lại Ninh Nhụy Nhụy ở đây. Ninh Nhụy Nhụy im lặng, người nói cái này là đơn giản. Lượng tin tức nhiều đến mức muốn nổ tung. Tiểu muội chân dài, nàng không cần để ý nhiều như thế. Hạ Thiên cười một tiếng, nàng chỉ cần nhớ kỹ một điều, chính là lão thiên gia biết nàng nhớ ta, cho nên cố ý sắp xếp ta đến, giải trừ nỗi khổ tương tư của nàng. Đầu của ngươi có bị sốt không? Ninh Nhụy Nhụy mở to mắt nhìn Hạ Thiên, từ lúc nào ngươi học được mấy lời tâm tình muốn ói này? Hạ Thiên nghiêm túc giải thích, đây không phải là lời tâm tình muốn ói mà là lời nói thật lòng của ta. Không tin, nàng cứ sờ ngực của ta đi. Nói xong, hắn liền nắm lấy tay Ninh Nhụy Nhụy đặt vào ngực của hắn.
bớt làm bộ đi. Ninh Nhụy Nhụy nghe được tiếng tim đập thình thịch, không hiểu sao mặt đỏ lên, lập tức rút tay về, mấy bà vợ kia của ngươi cũng bị gạt như thế này sao? Ta không có ngốc như vậy đâu, ngươi cũng đừng nghĩ ai cũng ngu ngốc, Cửu tỷ tỷ thường xuyên dặn dò ta, tuyệt đối đừng nghe ngươi nói hưu nói vượt. A Cửu sợ nàng đoạt chồng của nàng ấy mới nói như thế. Hạ Thiên vẫn cười hì hì như cũ, vẫn nắm tay Ninh Nhụy Nhụy không hề thả ra, mà Ninh Nhụy Nhụy dường như cũng không phát hiện được. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, đừng nói xấu Cửu tỷ tỷ trước mặt ta. Ta chưa hề nói xấu Cửu nha đầu, ta nói chỉ là mấy lời hữu ích. Hạ Thiên không nhanh không chậm nói, Cửu nha đầu cũng là vợ của ta, làm sao ta có thể nói xấu nàng ấy được chứ? Tùy ngươi, Ninh Nhụy Nhụy biết nếu cứ tiếp tục hỏi nữa, đề tài này sẽ rơi vào nhàm chán. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, cho nên, ngươi đến đây thật ra là vì tìm bé ngoan bị mất tích, đúng không? Hạ Thiên cũng không phủ nhận, gật đầu nói, tìm bé ngoan cũng là một nguyên nhân, quan trọng hơn là tìm nàng. Có quỷ mới tin ngươi đấy. Ninh Nhụy Nhụy nhìn xung quanh, sau đó nói với Hạ Thiên, ngươi đã từng gặp bé ngoan chưa? Không có, Hạ Thiên lắc đầu. Ninh Nhụy Nhụy lại hỏi, vậy ngươi có tấm ảnh nào của nàng ấy hay không? Hạ Thiên vẫn lắc đầu, cũng không có. Vậy nàng ấy là người bình thường hay là tu tiên giả? Ninh Nhụy Nhụy hỏi tiếp. Hạ Thiên đáp, ta cũng không biết nữa. Vậy ngươi ngoại trừ biết nàng ấy tên bé ngoan thì gần như không biết gì về nàng ấy. Ninh Nhụy Nhụy có chút buồn cười, nàng ấy giúp ngươi nhiều như thế, ngươi không hiếu kỳ nàng ấy là ai chăng? Ta chỉ biết nàng ấy là đồ đệ vợ Tiểu Yêu Tinh, kỹ thuật hacker gần với vợ Tiểu Yêu Tinh. Hạ Thiên hờ hững nói. Gương mặt Ninh Nhụy Nhụy hiện lên sự nghi hoặc, vậy ngươi dự định làm sao tìm được nàng ấy? Còn nữa, cho dù ngươi gặp phải nàng ấy, làm sao ngươi có thể xác định nàng ấy chính là bé ngoan? Vấn đề này hẳn nên hỏi bé ngoan thì đúng hơn. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, trực tiếp trả lời, đến lúc đó, nàng ấy gặp ta, nhất định sẽ có phản ứng. Ninh Nhụy Nhụy nói, nếu chẳng may nàng ấy không biết dáng dấp của ngươi ra sao thì sao? Hạ Thiên lắc đầu, điều này không có khả năng. Trên mạng có rất nhiều hình ảnh và đoạn băng về ta, đều là do nàng ấy xóa cả. Nếu nàng ấy nhìn thấy ngươi mà không có phản ứng gì thì sao? Ninh Nhụy Nhụy tiếp tục hỏi. Tiểu muội chân dài, nàng lấy đâu ra nhiều vấn đề nhàm chán như thế? Hạ Thiên nhếch miệng, lười biếng nói, chỉ cần ta gặp được nàng ấy, ta nhất định có thể nhận ra nàng ấy. Vậy thì tìm nhanh lên. Ninh Nhụy Nhụy nhớ đến tao ngộ mà mình gặp lúc trước, thoáng có chút bận tâm, nơi này nguy cơ tứ phía. Nếu như nàng chỉ là người bình thường, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Dù sao Ninh Nhụy Nhụy cùng với Trương Lăng Linh tiến vào tàn cảnh U Minh được một khoảng thời gian rồi, có chút hiểu rõ hoàn cảnh nơi này, nàng chỉ về một hướng, chúng ta qua bên kia đi. Nếu giống như ngươi nói, từ phong giới môn tào ra tiến vào nơi này, trên cơ bản ở đây có hai khu vực. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, khá đồng ý với Ninh Nhụy Nhụy, ta ở bên kia không nhìn thấy nàng ấy, hơn phân nửa là ở bên này. Đi thôi, Ninh Nhụy Nhụy vừa đi hai bước. Chợt phát hiện có chút không tiện, lúc này mới nhận ra, lập tức gạt tay Hạ Thiên, ta biết ngay là ngươi chiếm tiện nghi mà. Đi đường như thế ngươi cảm thấy có tiện hay không? Rất thuận tiện, Hạ Thiên cười nói, tiểu muội chân dài, nàng thậm chí có thể không cần phí một chút sức lực nào. Ta ôm nàng qua đó là được. Ninh Nhụy Nhụy không phải dạng nữ sinh mảnh mai mà là nữ thần thể thao thế giới. Nàng nghe Hạ Thiên nói xong, có chút bất mãn, ta có tay có chân. Tại sao phải cần ngươi ôm qua? Ta ôm nàng qua, nàng có thể tiết kiệm dùng sức hơn. Hạ Thiên không nhanh không chậm nói. Được rồi, để tự ta làm. Ninh Nhụy Nhụy trực tiếp từ chối, sau đó tự mình bước đi đằng trước, dẫn đường cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không ép buộc, chậm rãi bước đi theo đằng sau Ninh Nhụy Nhụy, ung dung thưởng thức đường cong sau lưng của nàng, không khỏi cảm khái, chân ngắn hơn so với tiểu muội chân dài. Không đủ hoàn mỹ nhưng tỷ lệ rất thích hợp, còn có rất nhiều không gian để tăng lên. Xem ra, công việc của ta chính là gánh nặng đường xa rồi. Ngươi lẩm bẩm cái gì đằng sau thế? Ninh Nhụy Nhụy nghe được âm thanh, quay đầu nhìn Hạ Thiên, phát hiện ánh mắt của hắn vẫn luôn dừng lại ở eo và chân nàng, nàng lập tức biết được độ háo sắc của tên này lại tăng lên. Không có gì, Hạ Thiên cười nói. Ninh Nhụy Nhụy lườm hắn một cái,
ngươi nhanh lên đi, đừng lề mề đằng sau nữa. Thật ra lề mề cũng là một loại thú vị, tiểu muội chân dài, về sau nàng sẽ biết, Hạ Thiên nghiêm túc nói. Ninh Nhụy Nhụy nghe xong, cảm giác có gì đó là lạ, lòng nghi ngờ lại tăng lên, nhưng biểu hiện của Hạ Thiên lại không giống, đành phải cho rằng mình đã quá cả nghĩ rồi. Hai vị đúng là nhàn tình giật trí, trong hiểm cảnh như thế này còn có thể không coi ai ra gì, liếc mắt đưa tình. Một bóng người nhảy đến trước mặt Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, âm dương quái khí trêu chọc. Hạ Thiên nhìn người này, không có việc gì, cũng không muốn chết thì cút sang một bên. Ngươi là ai? Ninh Nhụy Nhụy cũng sinh lòng cảnh giác, lạnh giọng quát. Người đến nhìn diện mạo khá sáng sủa, chẳng những mày kiếm mắt sáng, dáng người còn khá cao, nhìn qua rất giống công tử thế gia, ta là ai? Ha ha, lời này hỏi rất hay. Ngươi cảm thấy ta sẽ là ai chứ? Thích thì nói, không thích thì cút. Hạ Thiên không kiên nhẫn nói, đừng quấy rầy thế giới hai người của ta và tiểu muội chân dài. Nếu không, ta đánh ngươi đấy. Đúng là thô tục không chịu nổi. Người đến lắc đầu, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ, mỹ nhân tuyệt mỹ như vậy, sao có thể để cho người quê mùa như ngươi lây nhiễm, vẫn nên để cho bổn công tử cứu mỹ nhân trong nước lửa đi. Hạ Thiên nhếch miệng, dám đánh chủ ý lên nữ nhân của ta, ngươi muốn trở thành người chết, không đúng, ngươi chỉ có thể biến thành người chết, bởi vì ngươi là một tên thái giám chết bầm. Im ngay, người đến nghe Hạ Thiên nói, không khỏi giận tím mặt, nhấc trưởng đánh ra với Hạ Thiên, chết đi cho bổn công tử. Một trưởng này, âm khí âm u, còn mang theo hàn ý, trong nháy mắt đóng băng khu vực phụ cận ba thước. Hàn khí ngưng băng, Hạ Thiên lười biếng nói, vậy thì ngươi đã nghịch giao trước mặt quan công rồi. Muốn chết vẫn là do ngươi chọn. Quả nhiên, hàn khí lạnh lẽo giống như không tồn tại trước mặt Hạ Thiên. Từng tầng hàn băng còn cách Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy 10 thước thì ngừng lại, không cách nào tiến thêm nửa tấc. Xem ra ta đánh đã đánh giá thấp ngươi. Ngươi đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cười nói, ban đầu, ta tưởng bên trong tàn cảnh u minh này ngoại trừ lãnh như diễm ta, không có người thứ hai có thể luyện ra chân khí hàn sát, nghĩ không ra ngươi cũng có chút tư chất. Chỉ bằng ngươi bái nhập làm môn hạ của bổn công tử, học tập công pháp thượng đẳng, như thế nào? Hạ Thiên lập tức phân rõ giới hạn với đối phương, tên ngu ngốc như ngươi ngay cả tư cách đánh đồng với ta cũng không có, còn ở đó nói nhiều như vậy. Ta cho ngươi 3 giây, nếu ngươi không biến khỏi đây, ta biến ngươi thành băng điêu. Ha ha, tuổi trẻ bây giờ chính là cuồng vọng như vậy, một chút cũng không biết kính lão. Ánh mắt người đến tràn ngập âm lệ, bỗng nhiên lấy ra một cây quạt, quạt mạnh về phía Hạ Thiên, bổn công tử sẽ để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của hàn phiến. Cây quạt nhẹ nhàng quạt một cái, chỉ thấy băng xuất hiện, lửa cháy, một bên kết băng, một bên đốt, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy không hề động đậy, rất nhanh đã bị băng hỏa vây quanh. Bây giờ các ngươi đã thành cá trong chậu, gương mặt người kia nở nụ cười đắc ý, có chút trào phúng, chỉ cần ta quạt thêm 2 cái, cam đoan các ngươi sẽ bị đốt thành xác khô, còn bị đông cứng thành băng điêu, vĩnh viễn đứng ở đây. Tiểu muội chân dài, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên là một người khá rộng lượng, đối với loại ngu ngốc này, hắn từ trước đến nay không thèm để ý, trừ phi chính bọn họ muốn chết, nhưng vợ Khả Khả đã nói qua, đừng nói chuyện với những kẻ thiểu năng, không cẩn thận sẽ biến thành thiểu năng theo. Ninh Nhụy Nhụy ngược lại đồng ý với thuyết pháp này. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bổn công tử không cho các ngươi cơ hội. Lãnh Như Diễm khó nhịn được nộ khí trong lòng, đưa tay quạt về phía Hạ Thiên mấy cái. Một cỗ băng lăng giống như thủy triều, từng tầng chồng kết, trong nháy mắt đông cứng Hạ Thiên lại. Đồng thời trong tầng băng dựng lên một ngọn quái lửa, trong nháy mắt đã thiêu Hạ Thiên thành cho tàn. Linh hồn đông kết, nhục thể nhiên tẫn. Lãnh Như Diễm hoàn toàn hài lòng với tác phẩm của mình, thể hiện tư thái của người chiến thắng. Hắn ta nhìn Ninh Nhụy Nhụy, mỹ nhân nhi, nàng đã được giải thoát. Chỉ bằng từ đây nàng đi theo ta, cam đoan nàng, a. Lời còn chưa nói hết, gương mặt của hắn ta đã bị một cước, răng trong miệng vỡ nát hòa với máu phun ra ngoài, cả người cũng bay rớt, lăn trên mặt đất mấy chục vòng, đụng vào một tảng đá lớn mới ngừng lại được. Ngươi tưởng ngươi là ai? Cầm một cây quạt rách lại cho rằng ngươi có thể đánh thắng ta. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, gương mặt khinh thường nói. Ninh Nhụy Nhụy cũng cảm thấy đầu óc người này thật sự có vấn đề,
tự tin quá mức, khả năng hắn ta cảm thấy hắn ta có được quạt ba tiêu của Thái Thượng Lão Quân. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Lãnh Như Diễm từ dưới đất bò dậy, oán độc nhìn chằm chằm Hạ Thiên, không để ý đến việc lau đi vết máu nơi khóe miệng, ngươi có thể phá được hàn sát chân khí của ta. Hạ Thiên hơi chút khinh thường nói, chân khí kia cũng có thể tạm xem được, nhưng người như ngươi thì không được. Ta đề nghị, ngươi tốt nhất đừng nên tự rước lấy nhục. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, lần này chỉ là răng bể đầy miệng, lần sau chính là xương cốt toàn thân. Lãnh Như Diễm cười khẩy, lập tức há to miệng, lộ ra hàm răng mới mọc bên trong, ngươi cho rằng bổn công tử dễ đối phó như vậy sao? Có hàn sát chân khí hộ thể, một chút vết thương nhỏ, chỉ cần vài ba giây là có thể tự lành. Vậy thì đừng lãng phí thời gian, ngươi cứ nói thẳng ngươi trộm được chân khí này từ đâu đi. Hạ Thiên thật sự cảm thấy hứng thú. Hắn phát hiện hàn sát chân khí của người này có chút giống với băng hỏa linh thể, chỉ là người này tu luyện quá kém, hàn khí tuyệt không thuần túy, hỏa diễm thì càng không cần phải nói, cứ rối tinh rối mù. Lãnh Như Diễm giận tím mặt, chửi ầm lên với Hạ Thiên, trộm. Đúng là buồn cười, hàn sát chân khí này chính là tuyệt kỹ trấn phái của Hàn Diễm Tông ta. Ngươi đúng là chán sống, lại dám sỉ nhục bổn công tử. Hạ Thiên nhếch miệng, gạt người nhiều, ngay cả mình cũng gạt luôn. Ngươi biết lai lịch chân khí này? Ninh Nhụy Nhụy có chút tò mò hỏi Hạ Thiên. Ta không cần biết, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thuận miệng nói, bản thân hắn ta có thể chất hỏa dương. Bây giờ lại dùng được hàn khí, bên trong nhất định có vấn đề. Hắn ta không giống như ta, là một thiên tài. Điều này cũng chỉ có thể nói rõ hắn ta đã trộm hàn khí. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu. Nàng biết, mặc dù Hạ Thiên có đôi khi không đáng tin cậy nhưng xưa nay hắn sẽ không nói dối trong mấy việc này. Nàng cười khẩy, thì ra là thế. Đã ăn trộm mà còn phách lối, da mặt đúng là dày. Lãnh Như Diễm tức đến sắc mặt trắng bệch, hắn ta vung hàn diễm phiến, quạt mạnh về phía Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, tuyệt không thương hoa tiếc ngọc, chỉ muốn đôi nam nữ này lập tức biến mất trước mắt mình, để ta cho các ngươi nếm thử hàn sát chân khí đệ nhị trọng, hàn triều lạc phách. Vô dụng thôi, đầu ngón tay Hạ Thiên lộ ra ngân châm, nhẹ nhàng nhấn tới hàn khí băng triều đang cuồn cuộn lao đến chỗ hắn và Ninh Nhụy Nhụy, cái thứ ngu ngốc luôn nghe không hiểu tiếng người. Ha ha ha, chỉ là một cây ngân châm mà cũng muốn ngăn cản hàn diễm phiến của ta. Lãnh Như Diễm nhìn thấy Hạ Thiên dùng ngân châm chống cự luồng không khí lạnh của hắn ta, không khỏi phình bụng cười to, đúng là tức cười. Bổn công tử sẽ khiến cho các ngươi rét lạnh hồn phách cùng một chỗ, từ đó hóa thành băng điêu, vĩnh viễn không siêu, hả? Lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên phát hiện từng tầng băng lăng thay phiên nhau nổi lên lại dừng lại trước ngân châm của Hạ Thiên, không có cách nào tiến thêm nửa phần. Điều này sao có thể? Trong mắt Lãnh Như Diễm như muốn lồi ra, tại sao ngươi làm được? Hạ Thiên cười nói, tùy tiện làm được thôi. Đừng có đắc ý, tiếp đệ tam trọng của ta đi. Lãnh Như Diễm nghiến chặt răng, dồn 7-8 phần chân khí bên trong đan điền quạt mạnh, hàn hôi nhiên cốt. Giữa không trung xuất hiện một ngọn lửa quái lạ, rất nhanh đốt ra từng đám mây màu bạc, tiếp theo gió bụi thổi bay, trực tiếp bao phủ Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Ta không tin, bây giờ một cây ngân châm của ngươi còn có thể chống đỡ được. Hai mắt Lãnh Như Diễm tràn ngập vẻ oán độc, hận thù mắng to, hàn hôi nhập cốt, để ta cho các ngươi biết cái gì là lạnh thấu xương. Một lát sau, hàn hôi thổi hết, đối diện không còn một ai. Sao? Lãnh Như Diễm không khỏi cảm thấy nghi ngờ, chẳng lẽ ngay cả nhục thân cũng bị hàn hôi thổi không còn. Vậy thì ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Hạ Thiên xuất hiện sau lưng Lãnh Như Diễm, ta đã nói ngươi thật sự quá phế vật. Cho dù có công pháp lợi hại hơn nữa cũng lãng phí mà thôi. Lãnh Như Diễm cả kinh, toàn thân trên dưới lập tức kết băng vảy, dệt thành băng giáp. Tại sao lại sợ như vậy rồi? Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy phản ứng của Lãnh Như Diễm. Không khỏi cười ra tiếng, tuy nhiên, người có giáp dày đến cỡ nào cũng vô dụng thôi. Hừ, mỹ nhân, người đừng có mà đắc ý. Mặc dù Lãnh Như Diễm đang có chút hoảng hốt đứng chính giữa ngọn lửa nhưng ngoài miệng vẫn cường ngạnh như cũ, chờ ta làm thịt chồng của ngươi, đến lúc đó, ta sẽ từ từ bào chế ngươi. Ninh Nhụy Nhụy cũng không phải cô gái có tính cách ngoan ngoãn. Nàng cười nói, người nghĩ hay lắm, nhưng ngươi không có phúc khí đó. Ngươi nên tìm cho mình một mảnh đất có phong thủy tốt để chôn,
kiếp sau nói không chừng còn có cơ hội đầu thai vào chỗ tốt, không đến mức cả đời làm thái giám chết bầm. Ngươi cũng muốn chết sao? Lãnh Như Diễm quả nhiên phá phòng, cầm Hàn Diễm phiến phóng đến chỗ Ninh Nhụy Nhụy, vậy bổn công tử sẽ thành toàn, phốc. Hắn ta còn chưa vọt đến trước mặt Ninh Nhụy Nhụy, ngực của hắn ta bỗng dưng bị một thanh trường kiếm xuyên thủng, há miệng phun ra một ngụm máu. Thanh trường kiếm xuyên qua cơ thể Lãnh Như Diễm, còn kéo dọc xuống thêm hơn 30 mét. Cái này, là cái gì? Lãnh Như Diễm mở to mắt, khó có thể tin. Hắn ta dự cảm được Hạ Thiên khó đối phó, cho nên mới cố ý phóng đến chỗ Ninh Nhụy Nhụy, muốn cưỡng ép nàng làm thẻ đánh bạc làm khó Hạ Thiên. Nhưng hắn ta đã tính sai, hoặc có thể nói hắn ta đã quá xem nhẹ Ninh Nhụy Nhụy. Vừa lúc Ninh Nhụy Nhụy đã cho hắn ta một kích chí mạng. Một kiếm đâm thủng tim hắn ta. Đây được gọi là Lưu Vân Thiết Nhận, là một thanh thần binh lợi khí. Ngươi có nhìn thấy qua chưa? Ninh Nhụy Nhụy cười nhạt, có chút mỉa mai nhìn Lãnh Như Diễm, có phải ngươi cho rằng ta chỉ là một bình hoa? Lãnh Như Diễm im lặng, há miệng muốn chửi tục, Ninh Nhụy Nhụy bỗng thu trường kiếm lại. Tim của hắn ta đau kinh khủng, nói không ra lời. Hắn ta chán nản ngã xuống đất, ánh mắt rất nhanh không còn thần thái. A, à, tiểu muội chân dài, nàng còn giữ cái thứ này sao? Hạ Thiên tất nhiên cũng nhận ra Lưu Vân Thiết Nhận. Đây là các đạo nhân đã tặng cho bọn họ khi còn ở bí cảnh Quy Khư. Lúc đó, bọn họ đã dự định trả lại cho An Tâm Quán ở Trung Nam Sơn, nhưng Khâu Quán chủ đã chuyển cho Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy cất Lưu Vân Thiết Nhận, thản nhiên nói, đồ tốt đương nhiên phải lấy ra dùng. Huống chi, thực lực của ta không đủ, không giữ thần khí phòng thân mới là ngu ngốc. Cũng đúng, Hạ Thiên gật đầu, tiểu muội chân dài, thực lực của nàng đích thật không được. Ninh Nhụy Nhụy tức giận trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ta nói nhiều như vậy, người chỉ nhớ kỹ mỗi câu này. Nửa câu sau của nàng đều không thành vấn đề. Hạ Thiên cười nói, nếu nàng muốn nâng cao thực lực, thật ra ta còn biện pháp tốt hơn nhiều. Tiểu muội chân dài, nàng có muốn thử một chút hay không? Người nghĩ hay lắm, ta không bị ngươi lừa đâu. Ninh Nhụy Nhụy ở chung với Hạ Thiên thời gian không ngắn, huống chi A Cửu thường xuyên nhắc nhở. Làm sao mà không biết tên lưu manh này đang suy nghĩ chuyện gì? Hạ Thiên bĩu môi nói, tiểu muội chân dài, nàng đang nói nhảm đấy. Đang đẹp, ai lại nghĩ đến xấu chứ? Ta thấy ngươi xấu đấy. Ninh Nhụy Nhụy liếc hắn một cái, trong đầu ngươi ngày nào cũng chỉ có mỗi chuyện đó, khó trách Cửu tỷ tỷ cảm thấy chán ghét ngươi. Không có mà, Hạ Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nói, Cửu nha đầu tuyệt không chán ghét ta, lần nào gặp ta đều rất vui vẻ. Thậm chí còn chủ động hơn cả ta. A, à, Ninh Nhụy Nhụy hét to một tiếng, trừng mắt với Hạ Thiên, đừng nói ta chuyện này, ta không muốn nghe. Hạ Thiên nói, tiểu muội chân dài, nàng có thể không nghe, chúng ta trực tiếp làm đi. Làm cái đầu ngươi đấy. Ninh Nhụy Nhụy tức giận đến phổi muốn nổ tung, nếu ngươi còn nói như vậy nữa, ta đi một mình, về sau ta đi đâu cũng không bao giờ có ngươi. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ta không nói nữa. Không đợi Ninh Nhụy Nhụy thả lỏng một hơi, phần eo đã bị siết chặt, lại bị ôm, tuy nhiên, nàng chỉ nhếch miệng không nói gì nữa. Đi được một lát, hai người tiến vào một khu rừng xanh tươi tốt. Chỉ là nơi màu xanh này lại thấp thoáng lãnh quang mỏng nhạt. Khoan đã, đây là cái gì? Ninh Nhụy Nhụy chợt phát hiện lãnh quang đó từng chút một bay vào cơ thể Hạ Thiên. Đây là dư vị hàn khí, không cần để ý đâu. Hạ Thiên đã sớm phát hiện, nhưng không thèm quan tâm, bởi vì lãnh quang này thật ra chỉ là hàn khí thiên nhiên. Ninh Nhụy Nhụy nghi hoặc hỏi, chúng không có vấn đề gì đối với cơ thể ngươi sao? Có vấn đề gì chứ? Hạ Thiên giải thích, bản thân ta là băng hỏa linh thể, tất cả hàn khí, hỏa diễm chỉ mang lại chỗ tốt cho ta mà không hề có chỗ xấu. Đúng là thần kỳ. Ninh Nhụy Nhụy lại nghĩ đến một vấn đề, có phải nếu gặp được hỏa khí, ngươi sẽ dùng băng linh khí để chống cự, gặp được hàn khí, ngươi sẽ dùng hỏa linh khí để chống cự. Hạ Thiên nhìn Ninh Nhụy Nhụy giống như nhìn một kẻ ngốc, tiểu muội chân dài, một thời gian không gặp, tại sao đầu óc của nàng càng lúc càng ngốc vậy? Ta nói sai cái gì sao? Ninh Nhụy Nhụy không hiểu, ngươi mới càng lúc càng ngốc đấy. Hạ Thiên lắc đầu, hai, tiểu muội chân dài. Nàng ngốc đến mức ngay cả mình rất ngốc cũng không biết sao. Điều này nhất định không được rồi. Ngươi nói vậy là có ý gì?
Ninh Nhụy Nhụy còn chưa lấy lại tinh thần, ta nói gì sai sao? Nếu ngươi không nói rõ, ta không để yên cho ngươi đâu. Tiểu muội chân dài, nàng hãy dùng cái đầu hạt dưa của nàng mà suy nghĩ cho thật kỹ. Hạ Thiên thật sự nôn nóng thay cho trí thông minh của Ninh Nhụy Nhụy, ta sẽ dùng hỏa linh khí hấp thu hỏa khí, dùng băng linh khí hấp thu hàn khí, không tốt sao? Tại sao lại phải chống cự? Lúc này, Ninh Nhụy Nhụy mới bừng tỉnh. Nàng đã rơi vào nhầm lẫn về tư duy, đúng, vì sao ta lại không nghĩ đến điều này nhỉ? Tiểu muội chân dài, tình huống của nàng có chút nghiêm trọng rồi đấy. Hạ Thiên nghiêm túc nói, ta cảm thấy cần phải mê hoặc nàng để gia tăng chỉ số thông minh. Ninh Nhụy Nhụy nhìn chằm chằm Hạ Thiên, người nói mê hoặc là đứng đắn sao? Đương nhiên là đứng đắn rồi. Hạ Thiên nghiêm túc gật đầu, chỉ cần châm cho nàng hai châm là được. Ninh Nhụy Nhụy nửa tin nửa ngờ, chỉ đơn giản như vậy thôi à? Đương nhiên là không rồi. Lúc này, một âm thanh từ đằng xa vang lên, nếu ngươi tin lời nói tên đại sắc lang này, trí thông minh của ngươi mới đúng là có vấn đề. À, Ninh Nhụy Nhụy nghe được âm thanh này, vô thức sửng sốt, có chút do dự nói, hình như là giọng nói của Cửu tỷ tỷ. Tiểu muội chân dài, nàng nghe lầm đấy, đây không phải giọng của Cửu nha đầu. Hạ Thiên lắc đầu nói. Gương mặt Ninh Nhụy Nhụy hiện lên sự nghi ngờ, không khỏi hỏi vọng lại chỗ vang lên âm thanh trách móc kia, Cửu tỷ tỷ, là ngươi sao? Đương nhiên, ngoại trừ ta thì còn có ai nữa? Trong rừng, âm thanh kia càng thêm rõ ràng. Ninh Nhụy Nhụy có thể xác định đây chính là giọng nói của A Cửu. Cửu tỷ tỷ, tại sao ngươi lại đến đây? Ninh Nhụy Nhụy mừng rỡ hỏi, cơ thể cũng không tự chủ được muốn đi sang bên đó. Nhưng đi chưa được hai bước, nàng đã bị Hạ Thiên kéo lại. Hạ Thiên lắc đầu với Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, nàng đừng đi qua đó, cũng không cần để ý đến. Vì sao? Ninh Nhụy Nhụy nghi hoặc hỏi, đó là Cửu tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp nàng ấy? Hạ Thiên lười biếng nói, đó không phải Cửu nha đầu. Không đúng, chắc chắn là giọng của Cửu tỷ tỷ, ta không có khả năng nghe nhầm. Ninh Nhụy Nhụy nhớ lại, vẫn tin chắc mình không có nghe lầm. Lúc này, dưới tán lá rậm rạp, một dáng người thon thả chậm rãi bước đến gần. Ngươi nhìn đi, không phải Cửu tỷ tỷ thì còn là ai nữa chứ? Ninh Nhụy Nhụy từ xa nhìn thấy bóng người này, lập tức hưng phấn hẳn lên, thỉnh thoảng còn phất tay với bóng người kia. Hạ Thiên có chút bó tay với Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, ta không biết nên nói nàng đơn thuần hay là nói nàng ngốc đến mức không có thuốc chữa. Thế nào? Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy Hạ Thiên có chút kỳ quái, thầm nghĩ trong lòng, trước kia hắn gặp Cửu tỷ tỷ, hoặc là làm ầm ĩ lên, hoặc dính chặt, tại sao bây giờ lại trở nên lạnh lùng như vậy? Chẳng lẽ bọn họ cãi nhau? Người trong rừng cũng không tiếp tục che giấu, lập tức bước ra, chính là A Cửu. Cửu tỷ tỷ, Ninh Nhụy Nhụy cũng không có bất kỳ hoài nghi, đúng thật là tỷ. A Cửu mỉm cười vẫy tay với Ninh Nhụy Nhụy, người qua đây đi, đừng đi cùng với tên lưu manh đó, tránh bị hắn chiếm tiện nghi. Cửu tỷ tỷ, tại sao tỷ lại ở đây? Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, bước đến ôm lấy A Cửu. Hạ Thiên lườm A Cửu, cảnh cáo ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, tóm lại ngươi lập tức hiện nguyên hình cho ta. Ta không thích người khác giả mạo nữ nhân của ta. Nếu không, đừng trách ta không khách sáo. Sắc mặt A Cửu cứng đờ, trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ngươi là ai? Ta biết ngươi sao? Cút sang một bên, đừng quấy rầy ta nói chuyện với Nhụy Nhụy. Đúng là cần phải nói chuyện một chút, Ninh Nhụy Nhụy cũng không phải đồ ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Ban đầu, nàng cũng không phát hiện được dị thường nhưng rất nhanh đã cảm thấy không bình thường, vì thế nàng xích đến gần A Cửu, bắt lấy cánh tay A Cửu, đột nhiên ném qua vai, hai tay bắt chéo sau lưng, quỳ một gối lên lưng của nàng, ngươi tốt nhất nên khai báo thành thật, tại sao ngươi lại giả mạo Cửu tỷ tỷ? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi điên rồi sao? Bị Ninh Nhụy Nhụy áp chế, A Cửu giận tím mặt, nếu ngươi không dừng tay, đừng trách ta không khách sáo. Nói đùa cái gì cũng phải có giới hạn. Ninh Nhụy Nhụy không rơi vào bẫy, lạnh giọng nói, nếu ngươi là Cửu tỷ tỷ, ngươi hoàn toàn không có khả năng bị ta chế phục. Nàng ấy muốn tránh thoát ta dễ như trở bàn tay. Ta chỉ sợ ngươi sẽ bị thương. A Cửu khẽ cười một tiếng, quát lớn, ngươi đừng tự cho là đúng. Ngươi cho rằng ta không biết tức giận sao? Vậy thì ngươi bạo phát cơn tức của ngươi đi. Hạ Thiên lười biếng ngồi xổm xuống nhìn A Cửu, xưa nay,
cửu nha đầu không thích áp chế tính cách của mình. Nổi giận sẽ phát cáu, có ý kiến thì sẽ nói. Ngươi không giả mạo được điểm này, bởi vì ngươi không có tính cách. Ánh mắt A cửu lấp lóe, nhưng ngoài mặt vẫn mạnh miệng, ta thấy các ngươi bị sương mù mê hồn nơi này làm cho mất phương hướng. Đến tận bây giờ còn chưa chịu thừa nhận, ngay từ ban đầu ngươi đã sơ hở trăm chỗ, ngươi cho rằng ta thật sự là kẻ ngu sao. Ninh Nhụy Nhụy có chút tức giận, người này chẳng những giả mạo A cửu, ý đồ không rõ, hơn nữa sau khi bị vạch trần còn cắn chết cũng không chịu thừa nhận, người rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn giả mạo cửu tỷ tỷ? Lần này A cửu dứt khoát im lặng, cái gì cũng không nói. Đừng tưởng rằng ngươi không nói thì ta không có cách nào với ngươi. Ninh Nhụy Nhụy thấy vậy, giọng nói lạnh dần, đừng chờ đến khi sống không bằng chết, lúc đó ngươi mới lên tiếng cầu xin tha thứ. Lúc này, A cửu hờ hững nói, các ngươi đã bị cướp đoạt hồn phách, ngay cả ta cũng không nhận ra, ta còn có gì có thể nói chứ? Được, nếu ngươi đã kiên trì như vậy, ngươi cũng đừng trách ta. Ninh Nhụy Nhụy thả lỏng A cửu ra, quay sang nói với Hạ Thiên, ngươi hỏi nàng ta đi. Hạ Thiên cũng có chút khó chịu, ta ghét nhất người khác giả mạo nữ nhân của ta. Mặc kệ đối phương là nam hay nữ, ta cũng sẽ bắt cái tên ngu ngốc đó phải trả giá đắt. A cửu chậm rãi bò lên, nghi hoặc nhìn Hạ Thiên, ngươi muốn làm gì? Không làm gì cả, chỉ bắt ngươi hiện nguyên hình mà thôi. Đang khi nói chuyện, giữa ngón tay Hạ Thiên lộ ra một cây ngân châm, chậm rãi châm vào giữa lông mày A cửu. Không, không được, tuyệt đối không được. Mắt A cửu nhìn chằm chằm ngân châm, mắt thấy nó càng lúc càng đến gần, nhưng cơ thể lại không thể động đậy, ngươi không được đối xử với ta như vậy. Ta là nữ nhân của ngươi. Chẳng lẽ ngươi quên hồi ức đẹp đẽ của chúng ta, giữa chúng ta? Cửu nha đầu hoàn toàn không có khả năng nói ra những lời này. Hạ Thiên nghe xong, gương mặt không hề có biểu cảm, lạnh nhạt nói. A cửu vẫn kiên trì nói, ta là người mà các ngươi quen biết, ta chính là nàng ấy, vì sao các ngươi lại không tin ta? Có thể nói ra lời này, ngươi cảm thấy ai sẽ tin? Ninh Nhụy Nhụy nói, ta chỉ cần ngươi nói cho rõ ràng. Tại sao ngươi lại giả mạo cửu tỷ tỷ? Là ai bảo ngươi giả mạo tỷ ấy? Nếu ngươi khai ra, chúng ta có thể giữ một mạng cho ngươi. Ta chính là, sự cứng cỏi lần này của A cửu giả mạo lại có mấy phần phong thái của A cửu thật. Đáng tiếc cũng không có lợi ích gì, giả chính là giả. Lúc này, ngân châm đã đâm vào mi tâm của nàng ta. Quả nhiên, cơ thể A cửu phát sinh rửa nát, làn da trở nên mỏng manh nhìn thấy cả cốt nhục bên trong. Sau đó từng mảnh thổi tan, rất nhanh biến thành một luồng sương mù màu xám, nhanh chóng bị thổi đi xa. Vật gì thế? Ninh Nhụy Nhụy có chút ngoài ý muốn. Nàng vốn tưởng rằng là ai đó thông qua thủ đoạn dịch dung giả mạo A cửu, kết quả không nghĩ đến đối phương thậm chí ngay cả người cũng không phải. Hạ Thiên nhếch miệng nói, ta chẳng quan tâm nó là cái gì, dù sao cũng chẳng phải vật tốt. Nó bay từ trong rừng ra sao? Ninh Nhụy Nhụy đưa tay chỉ rừng cây, người có muốn đuổi theo không? Không biết có cạm bẫy gì không nữa? Đương nhiên là phải qua đó xem rồi. Hạ Thiên mỉm cười, có ta ở đây, có nguy hiểm gì chứ? Mấy thứ ngu ngốc này dám giả mạo cửu nha đầu, hy vọng bọn chúng cũng có gan đi chết. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy việc này nên điều tra cho rõ ràng. Mấy tai họa ngầm như thế này tốt nhất nên thanh trừ cho sạch sẽ. Tuy nhiên, hai người cũng không vội vàng sao động, chậm rãi bước đến rừng cây. Chỗ sâu rừng cây sinh trưởng vô số quái dị, cành lá tùm, trong đó có một đoạn cành bỗng nhiên nhanh chóng khô héo, chẳng khác nào cánh tay của mấy ông già. Tiếp theo, với tốc độ rất chậm, cây cối bắt đầu hoán đổi vị trí, để lại một khu vực rộng lớn. Cũng không lâu lắm, Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy đã đến khu vực rộng lớn trống trải này. Rừng cây này có chút kỳ quái. Ninh Nhụy Nhụy vẫn luôn quan sát xung quanh, sau đó nói với Hạ Thiên, người có phát hiện mấy cái cây này vẫn luôn thay đổi vị trí, dường như cố ý dẫn chúng ta đến một nơi nào đó. Hạ Thiên vẫn hờ hững nói, bọn chúng muốn dẫn chúng ta đến đây. Đến đây, Ninh Nhụy Nhụy nhìn khu vực trống trải, đại khái chưa đến 100 mét vuông, ở giữa chất đống vô số hoa lá, đạp lên có chút nhẹ nhàng, cũng không có gì đặc biệt. Đúng, chính là chỗ này. Hạ Thiên gật đầu. Ninh Nhụy Nhụy nhìn cả nửa ngày, sau đó hỏi Hạ Thiên, người đâu? Người nào? Hạ Thiên kinh ngạc hỏi ngược lại, tiểu muội chân dài,
nàng đang tìm người sao? Ninh Nhụy Nhụy bó tay nói, không phải chúng ta đang tìm hắc thủ đứng đằng sau người giả mạo Cửu tỷ tỷ à? Đúng vậy, đang ở đây đấy. Hạ Thiên mỉm cười nhìn Ninh Nhụy Nhụy, hắc thủ đằng sau cũng không nhất định là người. Không phải người, chẳng lẽ là quỷ? Ninh Nhụy Nhụy nói xong, lập tức nhìn thấy hai thân ảnh, sau đó không còn cười được nữa. Chỗ sâu trong bụi cây, hai bóng người quanh đi quẩn lại, cũng đến nơi khu vực trống trải này. Một nam một nữ chính là Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Thật là, Ninh Nhụy Nhụy không khỏi cảm thán, đúng là sáng tạo. Nhưng hắc thủ đằng sau chơi như vậy có ý nghĩa gì chứ? Hạ Thiên cười nói, ai biết, có lẽ không có ý nghĩa, chỉ muốn chơi mà thôi. Đây không phải chơi chết mới cam tâm sao? Ninh Nhụy Nhụy thật sự không hiểu được loại tư duy biến thái này, liền hỏi Hạ Thiên, ngươi thấy người khác giả mạo ngươi, chẳng lẽ ngươi không tức giận? Đương nhiên tức giận rồi. Gương mặt Hạ Thiên ngưng lại, lạnh giọng nói, cho các ngươi 3 giây, các ngươi lập tức hiện nguyên hình, sau đó xéo đi. Nếu không, đừng trách ta xử lý các ngươi. Ninh Nhụy Nhụy cũng tức giận, vừa rồi giả mạo Cửu tỷ tỷ còn chưa đủ sao? Bây giờ còn cả gan giả mạo chúng ta nữa. Khá lắm, còn học được đòn đánh phủ đầu. Ninh Nhụy Nhụy chỉ cảm thấy buồn cười, giọng mỉa mai, các ngươi có thể bắt chước được bộ dáng, nhưng cũng chưa chắc có thể bắt chước được thực lực. Nói xong, Ninh Nhụy Nhụy nhảy lên, đôi chân dài như roi quét về phía Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy đằng kia. Bành! Hai người kia còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, đụng ngã 2-3 cái cây, khó khăn lắm mới ngừng lại, rất nhanh biến thành 2 luồng sương mù tiêu tán trong rừng cây. Thân thủ không tệ, chỉ là vẫn còn chưa đủ. Bỗng dưng, một âm thanh vang lên bên tai Ninh Nhụy Nhụy. Không đợi nàng kịp phản ứng, gương mặt đã bị một cước, cả người bay ra ngoài. Người đánh nàng chính là Ninh Nhụy Nhụy, đây cũng là Ninh Nhụy Nhụy thứ 3. Từ đằng xa, tại một chỗ cao nào đó có 2 người đang đứng. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía rừng cây, nhìn không chớp mắt tình huống bên trong. Cảnh tượng này thật sự quá hùng vĩ. Một người trong đó chính là Ứng Sơn Hồng. Ánh mắt của hắn ta hiện lên sự mỉa mai. Đứng bên cạnh hắn ta là một người quái nhân đeo mặt nạ vàng kim, giọng nói hơi khàn, dây thanh quản giống như bị người ta cắt đứt, thậm chí còn có hiệu ứng âm vang, người xác định cái này hữu dụng. Có hữu dụng hay không thì chưa tính, nhưng ngươi không cảm thấy nó thú vị sao? Ứng Sơn Hồng phình bụng cười to. Ánh mắt quái nhân đeo mặt nạ vàng kim không khỏi lạnh lại, không nhanh không chậm nói, quản môn chủ, cung chủ bảo ngươi tìm hiểu thực hư, thuận tiện báo cáo tình huống về cho ngài ấy. Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Ứng Sơn Hồng cau mày, biểu hiện không thích, lạnh lùng nhìn chằm chằm quái nhân đeo mặt nạ vàng kim, nhớ kỹ, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó kéo dài hơi tàn, thậm chí ngay cả tư cách sủa trước mặt ta cũng không có. Ánh mắt quái nhân đeo mặt nạ vàng hiện lên lệ sắc, nhưng không dám có chút vọng động, đành phải cúi đầu, môn chủ dạy rất đúng, thuộc hạ đã đi quá giới hạn, lần sau sẽ không như vậy nữa. Ha ha, Ứng Sơn Hồng mỉm cười, thái độ lạnh như băng bỗng hóa thành nụ cười, ái chà, ngươi nói quá lời rồi. Ngươi là tiền bối Thiên Cung, trước đó cũng đã từng được cung chủ tín nhiệm. Hiện tại cũng chỉ nhất thời phạm sai lầm mới bị giáng chức. Ngày sau, nếu ngươi lập được công lao, sớm muộn gì cũng sẽ được quan phục nguyên chức. Không dám, quái nhân đeo mặt nạ vàng lãnh đạm nói, thuộc hạ đã sớm không có hy vọng xa vời đó, chỉ một lòng làm việc cho quản môn chủ. Gọi ta là Ứng Thiên Vương. Ứng Sơn Hồng cười như không cười nhìn chằm chằm quái nhân mặt nạ vàng, ta không thích xưng hô môn chủ, ngươi nhớ kỹ chưa? Quái nhân đeo mặt nạ vàng cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn khàn giọng nói, vâng, Thiên Vương. Ha ha ha, Ứng Sơn Hồng cực kỳ cao hứng, vỗ tay nói, như vậy mới đúng. Ngươi đã muốn hạ thấp làm tiểu, vậy thì hãy làm cho tốt. Quái nhân mặt nạ vàng im lặng không nói. Còn nữa, ngươi không có ý định giao ra Thiên Vương lệnh trong tay ngươi sao? Ứng Sơn Hồng sao lại dễ dàng buông tha cho ông ta, tiếp tục thúc hỏi, bây giờ ta là cấp trên của ngươi, ngươi nên giao nó cho ta. Hay là ngươi giữ nó lại, muốn có một ngày Đông Sơn tái khởi? Thiên Vương lệnh đã sớm trả lại cho cung chủ, nếu Ứng Thiên Vương muốn, có thể hỏi cung chủ. Quái nhân mặt nạ vàng đáp lại một câu. Hừ, Ứng Sơn Hồng hiển nhiên không tin nhưng cũng không tiện truy vấn. Đành phải hừ lạnh một tiếng thể hiện sự bất mãn.
Quái nhân mặt nạ vàng cũng không trả lời, chỉ lên tiếng nhắc nhở, Ứng Thiên Vương, mấy thứ này sau này hãy nói. Hạ Thiên cũng không phải người dễ đối phó. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ sẽ không tiện giao phó với cung chủ. Có thể có chuyện gì? Gương mặt Ứng Sơn Hồng tràn ngập sự khinh thường, liếc mắt nhìn quái nhân mặt nạ vàng, ta thấy ngươi đã bị Hạ Thiên đánh sợ. Năm đó, dù sao ngươi cũng là một nhân vật đảm đương một phía, bây giờ lại trở thành loại bọc mủ sợ trước sợ sau. Nam nhân mặt nạ vàng thành thật nói, trước khi xuất phát, cung chủ đã dặn dò ngươi, tuyệt đối không được đánh giá thấp Hạ Thiên, càng không nên trêu chọc hắn. Ngươi nói vậy là có ý gì? Sắc mặt Ứng Sơn Hồng trầm xuống. Có chút ngạo nghễ, người muốn nói ta đánh không lại Hạ Thiên hay sao? Cái này, thuộc hạ làm sao biết? Quái nhân mặt nạ vàng nhàn nhạt nói, người cũng chưa từng giao thủ với Hạ Thiên mà. Ứng Sơn Hồng biết trong lời nói quái nhân có ý khác, muốn kích hắn ta đấu một trận với Hạ Thiên, không thể nhịn được cười, người tưởng ta là đồ ngốc à? Không cần nhìn, người chính là vậy mà. Một âm thanh chậm rãi lên tiếng. Cái gì? Trong lòng Ứng Sơn Hồng không khỏi dâng lên một luồng khí nóng, người nói cái gì? Nam nhân mặt nạ vàng khoát tay nói, vừa rồi thuộc hạ chẳng nói gì cả. Nơi này chỉ có hai chúng ta, không phải ngươi nói, chẳng lẽ chính là ta nói? Ứng Sơn Hồng cảm thấy buồn cười, người này còn dám nói lời bịa đặt trước mặt hắn ta nữa. Âm thanh kia một lần nữa vang lên, là ta nói đấy. Lúc này... Ứng Sơn Hồng mới phát hiện âm thanh này phát ra từ phía bên trên bọn họ. Hắn ta vội đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy trên ngọn cây bên cạnh có hai người đang đứng, rõ ràng là Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Ngươi, các ngươi, tại sao các ngươi lại ở đây? Ứng Sơn Hồng giật mình, vội vàng đưa mắt nhìn khu vực trống trải đằng xa. Ở đó vẫn đang có rất nhiều Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, các ngươi hẳn nên ở đó mới đúng chứ? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, chúng ta ở đâu có liên quan gì đến ngươi sao? Thận Lâm Thiên Huyễn trận rõ ràng vẫn còn, tại sao các ngươi lại có thể trốn ra ngoài? Ứng Sơn Hồng trăm mối vẫn không có cách giải, lẩm bẩm, bất kể là ai, một khi đã tiến vào trong trận, hồn phách tuyệt đối sẽ bị mê thất, sau đó rơi vào ngàn vạn huyễn cảnh, cho đến khi dầu tận lò khô mới có thể dừng lại. Chẳng lẽ? Hạ Thiên ôm Ninh Nhụy Nhụy từ trên cây nhảy xuống. Khinh thường nói, đừng chẳng lẽ nữa, người vẫn nên nghĩ xem để lại di ngôn gì thì tốt. Các ngươi là ai? Tại sao lại thiết kế cạm bẫy hại ta và Hạ Thiên? Ninh Nhụy Nhụy cau mày, trong tay nắm chặt Lưu Vân Thiết Nhận. Chỉ cần hai người này có một câu không đúng, nàng sẽ lập tức xuất kiếm phế đi bọn họ. Nếu các ngươi đã phát hiện, ta cũng không che giấu nữa. Dù sao về sau cũng không còn liên lạc với nhau. Ứng Sơn Hồng rất nhanh bình tĩnh lại. Cằm hơi giơ lên, mắt lạnh nhìn Hạ Thiên, các ngươi có thể gọi ta là Ứng Thiên Vương. Ứng Thiên Vương, gương mặt Hạ Thiên hiện lên sự nghi ngờ, tên ngu ngốc đó đã chết rồi mới đúng chứ. Đó là đường bá của ta, đích thật đã qua đời. Gương mặt Ứng Sơn Hồng có chút oán giận, nhưng người của Nam Thiên Môn vẫn còn chưa tuyệt. Ứng Sơn Hồng ta chính là Thiên Vương tân nhiệm của Nam Thiên Môn. Nghe môn này môn kia của các ngươi phiền quá. Hạ Thiên hờ hững nói, người cút sang một bên, tự mình chơi không được thì cũng đừng tìm chết. Ứng Sơn Hồng mỉm cười chỉ vào Hạ Thiên, người không nghĩ ta là loại người bị ngươi dọa một cái thì sẽ sợ hãi sao? Ngươi là loại người gì thì liên quan gì đến ta? Hạ Thiên nhếch miệng, ban đầu ta cũng lười phản ứng loại ngu ngốc các ngươi, nhưng các ngươi vẫn cứ thích đến trêu chọc ta. Ta không phải cha của các ngươi, cũng sẽ không nuông chiều các ngươi đâu. Ninh Nhụy Nhụy nhìn chằm chằm quái nhân đeo mặt nạ vàng, ngươi là ai? Vì sao ta có cảm giác hình như đã gặp ngươi ở đâu rồi? Ninh tiểu thư hơn phân nửa đã nhớ lầm, quái nhân mặt nạ vàng lập tức lắc đầu phủ nhận, hơn nữa, ta chỉ là quan sát sứ, phụ trách quan sát ghi chép ngôn hành cử chỉ của Ứng Thiên Vương bên trong bí cảnh. Các ngươi gặp phải chuyện gì cũng không liên quan đến ta. Ninh Nhụy Nhụy lạnh giọng nói, ngươi nói không liên quan thì không liên quan sao? Tiểu muội chân dài, nàng không cần để ý đến tên ngu ngốc này, bởi vì ông ta đã sớm là người chết. Hạ Thiên mỉm cười nhắc nhở Ninh Nhụy Nhụy. Chết, người chết, ánh mắt Ninh Nhụy Nhụy hiện lên sự nghi hoặc. Nàng nhìn thấy mặc dù người này đeo mặt nạ, toàn thân giấu trong áo, nhưng không hề có chút tử khí nào, rõ ràng là người sống. Nàng hỏi Hạ Thiên, người xác định ông ta là người chết.
đã sớm là người chết. Hạ Thiên nói, tiểu muội chân dài, khi ta xử lý ông ta, nàng cũng có mặt mà, nhanh như vậy đã quên rồi sao? Ninh Nhụy Nhụy lại càng thêm mờ mịt, người đang nói cái gì vậy? Rốt cuộc ông ta là ai? Ta chẳng là ai cả. Quái nhân mặt nạ vàng bỗng dưng quỳ xuống trước Hạ Thiên. Hạ Thiên, ta chỉ phụng mệnh làm việc, không dính dáng đến chuyện đối phó ngươi. Ngươi hãy nể tình cung chủ tha cho ta một mạng. Đứng lên cho ta. Ứng Sơn Hồng thấy quái nhân mặt nạ vàng quỳ xuống trước Hạ Thiên, không khỏi giận dữ. Bởi vì người này chưa từng quỳ trước hắn ta, Phó Thiên Trác, con mẹ nó, người đang làm nhục ta. Ánh mắt quái nhân mặt nạ vàng vẫn hờ hững, Phó Thiên Trác đã sớm chết dưới chân của Hạ Thiên. Bây giờ ta chính là chó săn Kim Bì La dưới chân cung chủ Thiên Cung. Kim cái gì La? Hạ Thiên cau mày, thuận miệng hỏi, vẫn nên gọi ngươi là Kim La Vương thì hơn. Quái nhân mặt nạ vàng do dự nửa giây, lập tức dập đầu, đa tạ Hạ Thiên ban tên. Về sau ta chính là Kim La Vương. Được rồi, không liên quan đến ngươi, ngươi cút sang một bên đi. Hạ Thiên cảm thấy người này không còn chút thú vị nào nữa. Đa tạ, quái nhân mặt nạ vàng lập tức đứng lên. Khi đang định rời khỏi, ông ta bỗng từ trong ngực lấy ra một vật, hai tay đưa cho Hạ Thiên, vật này đối với ta mà nói đã không dùng được, ta thấy giao cho ngươi thích hợp hơn. Phó Thiên Trác, ngươi dám? Ứng Sơn Hồng nhìn thấy món đồ quái nhân mặt nạ vàng cầm trong tay, ánh mắt chừng đến muốn rách cả mí, đây chính là Thiên Vương lệnh, thế nhưng ngươi lại đưa cho người ngoài. Quái nhân mặt nạ vàng thản nhiên nói, thứ này vốn là đồ của ta. Tuy ta đã không còn là môn chủ một môn nhưng ít ra cung chủ cũng không lấy đi lệnh bài, vậy ta có quyền xử lý nó. Đây là cái thứ rách nát gì thế? Hạ Thiên cũng không nhận, bởi vì hắn chướng mắt thứ này. Quái nhân mặt nạ vàng giải thích, Thiên Vương lệnh, có nó, ngươi có thể tự do ra vào Vân Đỉnh Thành và bí cảnh Thiên Cung. Trên đời này, ta muốn đến bất kỳ địa phương nào cũng không cần lệnh, khoan đã. Hạ Thiên vốn còn đang định từ chối, trong đầu bỗng nhiên lóe lên dung mạo tuyệt thế của cung chủ Thiên Cung, liền hỏi, cung chủ của các ngươi có phải đang ở Vân Đỉnh Thành hay không? Đúng, quái nhân mặt nạ vàng gật đầu. Được, ta thu cái thứ rách nát này. Hạ Thiên đưa tay, nhận lấy Thiên Vương lệnh. Ninh Nhụy Nhụy ở một bên ghen tuông nói, ngươi vừa mới nói, ngươi muốn đến bất kỳ nơi nào thì đến, chẳng cần lệnh bài mà. Hạ Thiên cười một tiếng, tiểu muội chân dài, nàng không cần ăn dấm. Vị cung chủ kia không phải người, không thể cạnh tranh quan hệ với nàng được đâu, sẽ không cướp được địa vị của nàng trong lòng ta. Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, có quỷ mới thèm cái địa vị rách đó. Tốt, tốt. Rất tốt, Ứng Sơn Hồng thấy hắn ta đường đường là Thiên Vương tân nhiệm lại bị ba người này làm như không thấy, không khỏi giận dữ, những lời dặn dò của cung chủ Thiên Cung trước khi lên đường đã bị ném ra sau ót. Hạ Thiên, ta muốn ngươi chết. Vèo. Sau khi hét lớn một tiếng với Hạ Thiên, Ứng Sơn Hồng bỗng dưng chém ra một luồng kiếm quang, lao thẳng vào mặt hắn. Ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên hời hợt khoát tay, bắt được luồng kiếm quang. Sau đó tiện tay bóp nát. Sau khi kiếm quang sụp đổ, cũng không thấy bóng dáng Ứng Sơn Hồng đâu. Người đâu rồi? Ninh Nhụy Nhụy chỉ cảm thấy hoa mắt. Khi mở mắt lại, người muốn Hạ Thiên chết đã không thấy tăm hơi. Hạ Thiên lười biếng trả lời, tiểu muội chân dài, điều này còn phải hỏi sao? Hắn ta đã chạy trốn chứ sao? Không phải chứ, vừa rồi hắn ta to miệng lắm mà, kết quả lại xoay người bỏ chạy. Ninh Nhụy Nhụy có chút nói không ra lời, hắn ta sợ lắm sao? Người của Thiên Cung đều như vậy à? Hạ Thiên nhìn quái nhân mặt nạ vàng đang nơm nớp lo sợ đứng một bên, cười nói, không phải vẫn còn một người không trốn à? Đúng rồi, vì sao ngươi lại không trốn? Ninh Nhụy Nhụy có chút tò mò hỏi. Trước mặt Hạ Thiên, có trốn cũng vô dụng thôi. Quái nhân mặt nạ vàng thành thật đáp, ông ta biết, tính toán, mưu trí. Khôn ngoan trước mặt Hạ Thiên chỉ tổ tự rước lấy nhục. Ông ta đã sớm nhận được bài học này, huống chi, Hạ Thiên xưa nay không phải là người không nói đạo lý. Ta không có ác ý với các ngươi, tất nhiên cũng không cần trốn. Ninh Nhụy Nhụy vạch trần, người nói dễ nghe thật, nhưng thật ra không phải ngươi bị đánh đến sợ sao. Cũng có thể nói như vậy, quái nhân mặt nạ vàng đã hoàn toàn thả lỏng, cũng không cảm thấy đây là sự sỉ nhục gì. Ngược lại còn mỉm cười, có thể thua Hạ Thiên, thật ra đó cũng là vinh hạnh của ta.
Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, quay sang nói với Hạ Thiên, ngươi không phải đã giở trò gì với ông ta rồi chứ? Tại sao bây giờ ông ta lại biến thành liếm chó của ngươi? Tiểu muội chân dài, nàng muốn ăn đòn phải không? Hạ Thiên có chút khó chịu nhìn sau lưng Ninh Nhụy Nhụy, cái từ liếm chó là dùng như thế sao? Còn không phải à? Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười, dùng từ gì nhỉ? Phen cuồng, người nhà. Hạ Thiên khó hiểu nhìn Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, nàng đang nói cái gì thế? Được rồi, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu đâu. Đây là một từ đang hot trên mạng, hình như ngươi không bao giờ vào mạng thì phải. Ninh Nhụy Nhụy thấy Hạ Thiên nghe không hiểu, không khỏi có chút xấu hổ, cũng lười trêu chọc hắn. Tiểu muội chân dài, nàng nói sai rồi. Hạ Thiên nghiêm túc giải thích, ta đương nhiên biết lên mạng, hơn nữa còn là cao thủ máy tính. Trước kia ta còn chơi đấu địa chủ trên mạng mà, còn khiến cho vợ tiểu yêu tinh phải trả cho ta 100 triệu hạt đậu hạnh phúc. 100 triệu hạt đậu hạnh phúc. Ninh Nhụy Nhụy im lặng, có chút không biết nói gì cho phải, các ngươi đúng là lợi hại. Đương nhiên lợi hại rồi. Hạ Thiên nhếch miệng, thật ra, dựa vào kỹ thuật đấu địa chủ của ta, thắng 100 triệu hạt đậu sung sướng cũng chẳng phải việc gì khó. Từ nhỏ, ta đã đấu địa chủ với 3 vị sư phụ. Trình độ chơi bài có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Được rồi, nói mấy thứ này cũng không có ý nghĩa. Ninh Nhụy Nhụy khoát tay với Hạ Thiên, ngươi cứ như vậy mà để cho tên ứng thiên vương kia chạy mất sao? Ngươi không sợ về sau hắn lại đến gây sự với ngươi nữa à? Hạ Thiên mỉm cười, hắn ta trốn không thoát đâu, về sau cũng không có cơ hội đến gây sự với ta. Có ý gì? Ninh Nhụy Nhụy không hiểu. Tiểu muội chân dài, nàng nhìn sang bên kia đi. Hạ Thiên đưa tay chỉ về một hướng, cười nói. Ninh Nhụy Nhụy thuận theo hướng Hạ Thiên chỉ, chính là khu vực trống trải rộng lớn. Ở đó, nàng nhìn thấy vô số Hạ Thiên và nàng. Nếu như không phải Hạ Thiên mang nàng bay khỏi chỗ đó, đoán chừng bây giờ nàng đã bị chết đuối ở đó rồi. À, lúc này, Ninh Nhụy Nhụy lại nhìn thấy Ứng Sơn Hồng bay đến khu vực trống trải kia. Sau khi Ứng Sơn Hồng chém ra một luồng kiếm quang, lập tức mượn khoảng cách này bay thẳng đi. Mặc dù hắn ta còn chưa giao thủ với Hạ Thiên, nhưng hắn ta đã sớm nghe qua lời đồn về hắn. Huống chi, cung chủ Thiên Cung là nhân vật kiêu ngạo đến cỡ nào, nhưng lại chủ động nhắc nhở hắn ta không nên trêu chọc Hạ Thiên. Mặc dù Ứng Sơn Hồng rất tự cao, nhưng cũng biết thực lực của mình nhất định không bằng Ứng Thiên Vương tiền nhiệm. Ly cung chủ lại càng xa vời hơn. Cho nên, cho dù hắn ta cảm thấy rất khó chịu với Hạ Thiên, cũng không thấy Hạ Thiên có thực lực khoa trương như những người kia đã nói, nhưng trong lòng vẫn rất cảnh giác. Ngươi xem ta là loại người ngu xuẩn sao? Gương mặt tuấn lãng của Ứng Sơn Hồng hiện lên nụ cười mỉa mai, đánh với ngươi, ta có chỗ tốt gì chứ? Đánh thắng, ta cũng không được khen thưởng. Đánh thua, ngược lại bị mất mặt. Sau khi cảm thấy đã thoát khỏi phạm vi bị khí cơ Hạ Thiên khóa chặt, hắn ta liền chậm rãi rơi xuống. Tuy nhiên, tiểu tử này cũng có chút bản lãnh, có thể một tay bóp nát kiếm quang của ta. Ứng Sơn Hồng nhớ lại phản ứng trong nháy mắt vừa rồi của Hạ Thiên, không khỏi cảm thán, cũng không biết vận của hắn rốt cuộc như thế nào, tuổi tác không khác gì ta nhưng lại có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Nói xong, hắn ta cảm thấy nói như vậy có chút gia tăng uy phong cho Hạ Thiên, trong lòng cảm thấy khó chịu, tự an ủi mình, tuy nhiên, ta cũng không kém. Chỉ cần ta vững chắc địa vị của mình, 3 tháng sau đi theo cung chủ tiến vào bí cảnh Thiên Cung, đến lúc đó, nghiền ép Hạ Thiên chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Ngươi đang nghĩ cái rắm gì thế? Một giọng nói lười biếng bỗng nhiên vang lên. Ứng Sơn Hồng bừng tỉnh, một trưởng vỗ tới là ai? Cút ra đây cho ta. Bành! Trưởng phong nổ tung, đánh ra một cái hố to ngay chỗ phát ra âm thanh. Hỏa khí vẫn còn rất lớn, đáng tiếc là quá kém, đánh không đến người. Hạ Thiên chào phúng nói, bước ra từ đằng sau một cái cây. Hạ Thiên! Tại sao ngươi lại, Ứng Sơn Hồng nhìn thấy người đến chính là Hạ Thiên, không khỏi mở to mắt, ngươi không có khả năng đuổi kịp ta. Ta đã dùng đạp không vân ảnh bộ do đích thân cung chủ sáng tạo ra, tại sao ngươi lại có thể theo kịp? Hạ Thiên mỉm cười nói, loại công pháp chẳng khác nào ốc sên bò thì cũng đừng nên đặt tên, mất mặt lắm. Không, không, ngươi tuyệt đối không phải Hạ Thiên. Ứng Sơn Hồng bình tĩnh trở lại, giật mình nói, khí tức trên người ngươi quá rõ ràng. Rốt cuộc ngươi là ai?
chỉ thấy một bóng người từ trên cây nhảy xuống trước mặt Ứng Sơn Hồng, mỉm cười ngạo nghễ, hắn dĩ nhiên không phải Hạ Thiên rồi, bởi vì ta mới chính là Hạ Thiên. Đánh rắm, ta mới là Hạ Thiên. Lời nói vừa dứt, chỉ thấy một Hạ Thiên khác từ đằng sau một cái cây đi ra. Hình dáng và chiều cao không khác chút nào. Ứng Sơn Hồng không khỏi kinh ngạc, lập tức hiểu ra, không ổn rồi, chẳng lẽ ta đã không cẩn thận bước vào Lâm Thiên Huyễn Trận. Tiếp theo, hắn ta lại lắc đầu, điều này sao có thể? Lâm Thiên Huyễn Trận là do chính ta bố trí, tại sao ta có thể rơi vào trong trận chứ? Không có gì là không thể. Một Hạ Thiên nhếch miệng, khinh thường nói, trận pháp rách nát này của ngươi quá đơn sơ, chẳng có tác dụng gì đối với ta. Muốn phá giải nó chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Đánh rắm, Ứng Sơn Hồng giận dữ, trận pháp này là do ta kết hợp từ tinh hoa vô số trận pháp mới ra được, hao phí hết 10 năm tâm huyết, ngươi nói muốn phá thì phá sao? Trận pháp này là kết tinh tâm huyết 10 năm gần đây của hắn ta. Lúc đó, cung chủ Thiên Cung giao cho hắn ta một bản vẽ không hoàn chỉnh, hắn ta vẫn luôn chăm chỉ nghiên cứu trận pháp thượng cổ, phí hết sức lực mới khôi phục trận pháp này lại như cũ. Lần này đến tàn cảnh U Minh, hắn ta lén lút mang theo trận pháp này đến, sau đó bố trí ở đây, chính là muốn thăm dò thực lực của Hạ Thiên. Cho nên, ngay khi Hạ Thiên từ trong trận pháp bước ra, hắn ta đã quyết định tạm thời không giao thủ chính diện với Hạ Thiên. Đúng, ta muốn phá thì phá. Tất cả Hạ Thiên đều mỉm cười. Hạ Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Ứng Sơn Hồng cảm thấy mình bị làm nhục, cũng không nhịn được nữa, đưa tay đánh về phía Hạ Thiên. Chém ra mấy chục luồng kiếm quang mênh mông, ăn của ta một kiếm. Quy hải kiếm quang. Vèo vèo vèo. Cùng lúc đó, vô số Hạ Thiên bày ra tư thế giống nhau như đúc, quy hải kiếm quang. Mấy vạn kiếm quang lớn nhỏ từ bốn phương tám hướng chém về phía Ứng Sơn Hồng. Không bao lâu sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên. A. À, chấm. Vân Đỉnh Thành. Ứng Sơn Hồng đột nhiên bừng tỉnh, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, vẫn còn chưa tỉnh hồn. Tỉnh rồi sao? Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Ứng Sơn Hồng đưa mắt nhìn lại, phát hiện người lên tiếng chính là cung chủ Thiên Cung, lập tức giật mình hiểu ra, hắn ta đã quay về Vân Đỉnh Thành cung. Cung chủ, tại sao ta lại ở đây? Là ngài cứu ta phải không? Là ta cứu ngươi. Biểu hiện của cung chủ Thiên Cung lạnh nhạt, ánh mắt không hề mang theo chút tình cảm, ăn miếng trả miếng. Có như vậy thì mới có cảm khái. Có cảm khái thì muốn nói chuyện. Bây giờ ngươi ít nhất có ba câu muốn nói. Ứng Sơn Hồng liếm môi, ánh mắt rời rạc, ta không nên không nghe theo lời cung chủ. Không phải câu này, cung chủ Thiên Cung khẽ lắc đầu. Ứng Sơn Hồng do dự một chút, lại nói tiếp, dùng trận pháp thăm dò Hạ Thiên chính là chủ ý của ta. Cung chủ Thiên Cung vẫn lắc đầu, cũng không phải câu này. Ta không nên trốn, nếu có thể liều mạng với Hạ Thiên, nói không chừng ta có thể thắng. Ứng Sơn Hồng khẽ cắn môi, có chút hối hận, cho dù đánh không thắng, ít nhất cũng không để Thiên Cung vì ta mà hổ thẹn. Có thể thắng, ánh mắt cung chủ Thiên Cung ngưng lại, lạnh giọng nói, người một chút cũng không ghi nhớ những gì ta dặn trong lòng. Rõ ràng còn chưa nói cái gì, nhưng trong lòng Ứng Sơn Hồng đã siết chặt, toàn thân trên dưới cũng không nhịn được mà run rẩy, lập tức quỳ rạp xuống đất, ta sai rồi. Ngươi nào có sai, ngươi không sai. Là ta sai. Cung chủ Thiên Cung khôi phục lại biểu hiện lạnh nhạt. Ứng Sơn Hồng nghe xong, lại càng thêm cảm thấy sợ hãi. Cung chủ, xin ngài hãy cho ta một cơ hội. Thuộc hạ tuyệt đối không phạm sai lầm nữa, nhất định hối cải để làm người, toàn tâm toàn ý làm việc cho cung chủ. Cung chủ Thiên Cung im lặng một hồi mới nói, ngươi là môn chủ tân nhiệm của Nam Thiên Môn do ta chọn ra. Nếu nhanh như vậy mà chết, ta cũng không còn mặt mũi nào. Ứng Sơn Hồng không dám trả lời, mồ hôi lạnh không ngừng đổ ra trên trán, nhưng hắn ta lại không dám lau. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Cung chủ Thiên Cung thản nhiên nói, ngươi vào bí cảnh Thiên Cung bế quan 3 tháng. Linh khí, tài nguyên, thần binh bên trong tùy ngươi dùng. Ứng Sơn Hồng ngẩn cả người, cảm xúc cung chủ thay đổi quá lớn. Vừa rồi còn có biểu hiện như muốn hỏi tội. Tại sao tự dưng nàng ấy lại cho hắn ta cơ duyên lớn đến như thế? Có phải ngươi không hiểu hay không? Cung chủ Thiên Cung hỏi, ta cần ngươi trong 3 tháng này tận khả năng mạnh lên. Sau khi mạnh lên, ngươi mới phát huy được tác dụng. Cung chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực,
không phụ trọng thác của cung chủ. Ứng Sơn Hồng cảm động muốn khóc. Đừng cao hứng quá sớm. Cung chủ Thiên Cung lạnh giọng nói, ta chỉ tìm một miếng đá mài dao cho Hạ Thiên mà thôi. Nếu ngươi ngay cả điều này cũng không làm được, ngươi cũng không còn giá trị gì nữa, tự mình kết thúc đi. Cung chủ, ngài vừa nói cái gì? Ứng Sơn Hồng cũng không tiếp nhận mệnh lệnh này, ánh mắt lóe lên lửa giận nói không ra lời. Dường như ngươi không phục, cung chủ Thiên Cung lạnh giọng nói, là không phục đối với ta hay là không phục Hạ Thiên? Thuộc hạ làm sao dám không phục cung chủ? Một chiêu lấy lui làm tiến của Ứng Sơn Hồng cũng không phải quá cao minh nhưng lại rất có tác dụng, chẳng qua ta cảm thấy có chút nghĩ không thông mà thôi. Quả nhiên, cung chủ Thiên Cung đã thuận theo lời này mà hỏi, ngươi không phục, vậy ta cho ngươi một cơ hội để nói. Thuộc hạ vốn không muốn cảm giảm trước mặt cung chủ, bởi vì như vậy không những không giải quyết được vấn đề, ngược lại còn khiến cung chủ hiểu lầm thuộc hạ. Dù sao Ứng Sơn Hồng cũng là người trẻ tuổi nóng tính, thật sự giấu không được oán khí trong lòng, nếu cung chủ đã cho phép ta nói, vậy thì ta sẽ nói. Cung chủ Thiên Cung hơi bực mình, muốn nói thì nói mau lên, đừng nói nhảm nữa. Ứng Sơn Hồng cao giọng nói, lần này thuộc hạ đến bí cảnh U Minh, mặc dù có chút chủ trương tự tung tự tác nhưng cũng không thất bại mà. Mạng thiếu chút nữa không còn, còn ở đó mà mạnh miệng. Cung chủ Thiên Cung hơi mỉa mai. Cung chủ, hy vọng ngài đừng nghiêng về phía Hạ Thiên quá. Ứng Sơn Hồng chậm rãi nói, ta chỉ không cẩn thận rơi vào Lâm Thiên Huyễn trận do chính ta thiết kế, điều này cũng không thể nói rõ Hạ Thiên cường đại đến cỡ nào, mà là nói rõ trận pháp của ta rất lợi hại. Biểu hiện của cung chủ Thiên Cung vẫn rất lạnh nhạt, ánh mắt đẹp hiện lên lãnh ý, đây chính là bài học kinh nghiệm mà ngươi đã rút ra. Ta không có thua, ít nhất không thua hoàn toàn, Hạ Thiên cũng không mạnh hơn ta bao nhiêu. Ứng Sơn Hồng không ngẩng đầu, cũng không nhìn thấy lãnh ý, vẫn phối hợp như cũ, ta là người của Thiên Cung, từ nhỏ đã có thiên tư hơn người. Bất luận tu hành hay là phương diện khác, ta đều cao hơn người cùng thế hệ. Thậm chí một số nguyên lão cấp thiên vương cũng không bằng một nửa của ta. Chỉ cần cung chủ trọng điểm bồi dưỡng ta, thành tựu của ta bây giờ tuyệt đối không yếu hơn Hạ Thiên. Không, ta tuyệt đối sẽ mạnh hơn hắn gấp trăm nghìn lần. Nói đến đây, dũng khí của hắn ta dần dần sinh ra. Khiếp ý vừa mới thoát ly hiểm cảnh đã bốc hơi không còn chút nào. Cung chủ Thiên Cung nhếch miệng nở một nụ cười, chỉ là trong ánh mắt không hề có ý cười, còn có chuyện như vậy sao? Ta thật sự không hiểu vì sao cung chủ lại luôn khinh thường ta. Ta không đủ ưu tú sao? Là ta không đủ cố gắng? Hay chỉ vì lần này ta không chính diện chiến đấu với Hạ Thiên? Ứng Sơn Hồng nhìn thấy phản ứng này của cung chủ Thiên Cung, tâm cảnh không khỏi bị xung kích thật lớn, không cách nào giữ vững bình tĩnh, giọng điệu cũng mạnh mẽ đâm tới, Hạ Thiên, hắn chẳng những không phải người của Thiên Cung, còn nhiều lần làm hỏng mưu đồ của Thiên Cung. Thậm chí mấy vị cốt cán và thiên vương đều chết trong tay của hắn. Tặc tử như vậy, không chém hắn thành muôn mảnh trả thù cho các vị đồng môn, ít nhất cũng phải nên. Cung chủ Thiên Cung hỏi, cũng nên cái gì? Ít nhất cũng nên cho hắn biết thế nào là lễ độ, để hắn không còn dám coi thường Thiên Cung chúng ta. Ứng Sơn Hồng do dự nửa giây, cuối cùng quyết định không thèm đếm xỉa, nhưng cung chủ vẫn cứ hậu đãi hắn, chẳng những không giết hắn, còn khắp nơi bảo vệ hắn. Bây giờ còn muốn sử dụng tài nguyên bí cảnh Thiên Cung bồi dưỡng hắn. Ta thật sự không cách nào hiểu được, lại càng không cách nào tin phục. Ngươi vẫn còn thiếu một hơi, ngươi nói hết ra đi. Ánh mắt đẹp của cung chủ Thiên Cung giống như giếng cổ không gợn sóng, không hề có chút thay đổi. Lúc này, Ứng Sơn Hồng đã cứng cổ, bắt đầu giống lên với cung chủ Thiên Cung. Cung chủ, nếu ngài cứ tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ rét lạnh tâm tất cả các thành viên trong cung. Cung chủ Thiên Cung thản nhiên hỏi, nói xong chưa? Nói xong rồi, nếu hôm nay ta không nói ra tất cả, ta sẽ không cảm thấy thoải mái. Ứng Sơn Hồng vẫn quỳ. Thái độ mặc cho người ta đánh người ta giết, nếu chọc giận cung chủ hãy giết ta đi, tìm khối đá mài dao khác cho Hạ Thiên. Ứng Sơn Hồng ta không chịu khuất nhục này đâu. Rất tốt, vậy ngươi đi chết đi. Cung chủ Thiên Cung giơ tay lên, lộ ra ngón trỏ điểm vào mi tâm Ứng Sơn Hồng. Ứng Sơn Hồng không kịp chuẩn bị, hoặc nói hoàn toàn không có cách nào đề phòng, chỉ có thể mở to mắt nhìn linh khí trong cơ thể hắn ta thuận theo ngón trỏ kia chảy ra ngoài, vì sao? Niệm tình ứng ra các ngươi tận tâm mấy năm qua,
trước khi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cung chủ thiên cung bình tĩnh nói, ta đích thật bất công, nhưng không phải vì Hạ Thiên mà là vì người thiên mệnh sở quy. Đã bao nhiêu năm, ta coi trọng rất nhiều người, bồi dưỡng qua rất nhiều người, cuối cùng những người này đều mệnh về bụi đất. Đến bây giờ, chỉ có Hạ Thiên rốt cuộc mới khiến cho ta nhìn thấy hy vọng. Đừng nói thiên vương, cho dù là ta, cộng thêm ba bí cảnh, tính toàn bộ trái đất làm khối đá mài đao cho Hạ Thiên cũng không có gì lớn. Lần đầu tiên Ứng Sơn Hồng nghe được cung chủ nói nhiều như thế, chỉ là nội dung lời nói khiến hắn ta không thể nào hiểu được, càng thêm không thể tiếp nhận. Ý của cung chủ thiên cung rất rõ ràng, trong lòng nàng, so sánh với Hạ Thiên, hắn ta ngay cả một hạt bụi cũng không bằng. Hạ Thiên có tài đức gì, Ứng Sơn Hồng dần dần cảm nhận được sinh mệnh đang trôi qua, trong lòng tràn ngập không cam lòng, biến thành một cái xác không hồn. Ngươi không cần nản chí. Cung chủ thiên cung thu hồi ngón trỏ, nói với Ứng Sơn Hồng không còn sinh mệnh, nếu Hạ Thiên không làm được chuyện kia, ta cũng sẽ giết hắn. Tiếp theo, lời nói lại xoay chuyển, có chút cảm khái, chờ nhiều năm như vậy chỉ chờ được một người có thiên mệnh sở quy như thế, tốt nhất là ngươi nên thành công. Vân Đỉnh Thành, một mảnh tịch liêu, không người đáp lại. Chấm. Bên trong tàn cảnh u minh, người kia đột nhiên không thấy tăm hơi đâu. Ninh Nhụy Nhụy nghi hoặc thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên đáp, thì có người cứu tên ngu ngốc đó đi chứ sao? Là ai cứu? Ninh Nhụy Nhụy hỏi tiếp. Còn có thể là ai? Hạ Thiên nhếch miệng, chính là cung chủ thiên cung. Ninh Nhụy Nhụy càng thêm không hiểu, vì sao ta không thấy nàng ấy? Tiểu muội chân dài, điều này mà nàng cũng không nghĩ ra sao? Hạ Thiên cười hì hì nhìn nàng. Có chút trêu chọc, bởi vì thực lực của nàng quá thấp, không nhìn thấy nàng ấy cũng là chuyện bình thường. Ninh Nhụy Nhụy im lặng. Tuy nhiên, nàng không cần nản chỉ. Hạ Thiên tiếp tục an ủi, hai tay ôm lấy eo Ninh Nhụy Nhụy, chỉ cần nàng song tu với ta, cam đoan cảnh giới của nàng sẽ tăng lên rất nhiều. Nói không chừng, ta còn có thể khôi phục lại nghịch thiên đệ ngũ châm. Đến lúc đó, ta có thể trực tiếp tăng nàng đến kim đan kỳ. Im miệng của ngươi lại đi. Ninh Nhụy Nhụy biết tên lưu manh này nhất định đang nghĩ đến mấy chuyện loạn thất bát tao, ta không muốn nghe mấy lời nhàm chán này của ngươi nữa đâu. Hạ Thiên khoát tay, nghiêm túc giải thích, tiểu muội chân dài, thật ra nàng không cần phải lăn tăn. Song tu là một hình thức tu tiên rất bình thường. Bình thường cái đầu ngươi đấy. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt, khó trách cửu tỷ tỷ nói ngươi chính là đại sắc lang, đại lưu manh. Ngươi lúc nào cũng có thể, được rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Lúc này, từ đằng xa giống như có hai bóng người nhanh chóng lướt qua. Ninh Nhụy Nhụy thoát khỏi tay Hạ Thiên, trực tiếp đi theo, muốn xem tình huống như thế nào. Tiểu muội chân dài, bên kia chẳng có gì đẹp mắt cả, không cần qua đó đi. Hạ Thiên gọi một tiếng, đáng tiếc Ninh Nhụy Nhụy giả bộ như không nghe thấy. Quái nhân mặt nạ vàng nửa ngày cũng không thấy lên tiếng đột nhiên nói với Hạ Thiên, hồn vệ và người lưu thủ bên trong tàn cảnh đều sang bên đó. Hẳn là có chuyện gì lớn xảy ra. Nói nhảm, chẳng lẽ ta không nhìn ra được sao? Hạ Thiên khó chịu nhếch miệng, ta nói tại sao ngươi còn chưa biến mất? À, cáo từ, quái nhân mặt nạ vàng lập tức chắp tay, trong nháy mắt lách mình rời đi, sợ chậm một giây Hạ Thiên bỗng nhiên đổi ý. Ông ta nói không chừng còn bị đùa chết. Ninh Nhụy Nhụy đuổi theo hai bóng người kia, một lát sau đã đến một rừng trúc rậm rạp. Nơi này núi xanh vây quanh. Nước biếc chảy đằng trước. Bốn phía rầm rầm âm thanh lay động của lá trúc, giống như hải triều phun trào. Chỉ là tàn cảnh u minh tràn ngập hàn ý lạnh thấu xương, khiến cho rừng trúc được phủ lên âm khí âm u. Sao, Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy đằng xa có một cái hồ nước, trước hồ tập trung không ít người, trong đó thậm chí còn có đám người Tào Cát Lợi trước đó bị Hạ Thiên đánh tơi bời. Chính giữa đám người là một thiếu nữ mỹ mạo mới 16-17 tuổi. Thiếu nữ ăn mặc rất hiện đại, áo thun màu trắng ngắn, lộ ra cái rốn đáng yêu, lại còn đính một cái đinh bên trên, bên dưới mặc cái quần đùi jean ngắn ngủn, nhìn qua vô cùng có sức sống thanh xuân. Này, các ngươi nhìn đã chưa? Thiếu nữ khả ái có chút bất mãn trừng mắt nhìn những người vây quanh nàng, ta còn có việc, không rảnh đánh nhau với các ngươi. Lần sau sẽ nói tiếp. Một nam nhân trung niên gầy teo hừ lạnh một tiếng, muốn đi, không dễ dàng như vậy đâu. Mau giao đồ ra rồi hãy nói. Đồ gì,
Gương mặt thiếu nữ khả ái hiện lên sự nghi ngờ, ta không có lấy đồ gì của các ngươi cả. Đánh giám, một đại hán tay cầm song đao mắng, bớt đánh giám lại đi. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi hái được thánh linh quả bên trên dây leo thanh trúc, ngươi còn muốn giả ngu. Thiếu nữ khả ái giật mình, cười nói, a, ngươi nói là quả dại đó à? Ta hái đấy, ta hơi khát nước, nhìn thấy có quả đó, thuận tay hái xuống, đã ăn hết rồi. Như vậy đi, các ngươi tính bao nhiêu tiền, ta thanh toán lại cho các ngươi. Mẹ nó, nhóc con, ngươi muốn chết đúng không? Ngươi nói chuyện là Tào Tùy Tâm. Hắn ta quát lạnh, người ở đây đa số đều là âm hồn tự nguyện lưu lại bên trong tàn cảnh, hoặc người tu hành. Ngươi cảm thấy tiền hữu dụng đối với bọn họ sao? Thiếu nữ khả ái trừng mắt, vì sao lại vô dụng? Bọn họ có thể gọi thức ăn ngoài mà. Ta thấy ngươi đang hung hăng càn quấy đấy. Tào Tùy Tâm giận tím mặt, chỉ vào thiếu nữ, ngươi rốt cuộc là ai? Do tổ chức nào phái đến? Tại sao ngươi dám tự tiện xông vào tàn cảnh ăn cắp tài nguyên bên trong? Thiếu nữ khả ái cười hì hì một tiếng, nói với Tào Tùy Tâm, vị đại ca này, ta đã sớm nói qua, ta tên bé ngoan, thuộc tổ chức gọi là Liên Minh Tiểu Yêu Tinh. Còn tàn cảnh, tài nguyên mà ngươi nói, ta hoàn toàn nghe không hiểu. Ta chỉ muốn đi vệ sinh, sau đó lạc đường, không biết tại sao lại đến nơi này. Hừ, quả nhiên là hạng người giấu đầu lòi đuôi, ngay cả tên thật cũng không dám nói. Ánh mắt Tào Tùy Tâm lạnh lại, cũng lười nhiều lời, đã như vậy, ngươi cũng đừng trách chúng ta không khách sáo. Các ngươi hình như chưa từng khách sáo qua, thiếu nữ tự xưng bé ngoan mỉm cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền đáng yêu, ban đầu, các ngươi đã từng bước truy sát ta. Bây giờ một đám truy sát ta, đúng là vô sỉ. Đại hán cầm song đao chửi ầm lên, đánh rắm. Rõ ràng con bé người bố trí bẫy dập khắp nơi, lừa chúng ta khổ không thể tả. Ta nói này đại gia, người nói như vậy thật sự có chút oan uổng. Bé ngoan lắc đầu, mất hứng chừng mắt nhìn người này, trên người của ta chẳng có thứ gì cả, lấy gì mà đặt bẫy. Hơn nữa, đây là thổ địa của các ngươi, cạm bẫy của ta có thể làm được cái gì? Đúng là khéo mồm khéo miệng. Nam nhân trung niên cao gầy hừ một tiếng, nói với bé ngoan, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không giao thánh linh quả ra, ngươi cũng đừng trách chúng ta khi dễ một nữ tử yếu đuối như ngươi. Bé ngoan mở to mắt, chỉ vào ông ta mà nói, các ngươi đang khi dễ một nữ tử yếu đuối đấy. Chẳng lẽ điều này còn có thể rửa sạch được? Không thể nào, không thể nào. Ngươi, nam nhân trung niên cao gầy trong nháy mắt nổi trận lôi đình, cô nương, ngươi tốt nhất nên thức thời một chút. Đừng có mà ngắt lời. Nếu không, không ai cứu được ngươi đâu. Hừ, ta thấy nàng ta đang làm ra vẻ đấy. Tào Tùy Tâm đang nhịn một bụng tức ở chỗ Hạ Thiên, bây giờ chẳng qua chỉ mượn đề tài mà nói chuyện, đã như vậy, để ta xem ngươi còn có thể giả bộ đến khi nào. Nói đến nước này, trên cơ bản chính là muốn ra tay. Chờ chút đã, ta còn có lời muốn nói. Bé ngoan giơ tay lên, ra hiệu tạm dừng, chờ ta nói xong. Các ngươi muốn ra tay thì ra tay. Tào Tùy Tâm hừ lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất nên nói lời hữu dụng, nếu không, ngay cả di ngôn cũng không cần giao phó. Không sai, tiểu cô nương, chúng ta và ngươi không cừu không oán. Nếu không phải ngươi động thánh linh quả, cũng không ai đuổi theo ngươi cả. Nam nhân trung niên cao gầy lại bày ra tư thái trưởng giả, tiếp tục khuyên nhủ, thánh linh quả đối với người ngoại giới các ngươi thật ra không có công dụng gì lớn, các ngươi cần gì chứ? Đại hán mang song đao cũng đè xuống hỏa khí, quát lớn, ngươi mau giao đồ vật ra, chúng ta có thể chuyện cũ bỏ qua, thậm chí đích thân đưa ngươi ra ngoài. Những người khác cũng nhao nhao lên tiếng, nói những lời hoàn toàn không giống nhau nhưng ý tứ biểu đạt trên cơ bản lại giống nhau. Yêu nữ, ngươi tốt nhất đừng ôm tâm lý may mắn. Cao thủ bên trong tàn cảnh đều ở đây, ngươi đừng hòng trốn. Ngươi mau giao thánh linh quả ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Bằng không, chúng ta sẽ đuổi theo ngươi ra bên ngoài, giết chết cả nhà các ngươi. Hai, các ngươi thật là, tất cả im miệng cho ta. Bé ngoan thấy những người này nói không dứt lời, lập tức cảm giác đầu óc sôi trào, các ngươi ồn ào quá, các ngươi không biết sao. Những người kia đầu tiên là sững sờ, sau đó càng thêm tức giận không kềm được. Mẹ nó, mọi người cùng nhau xông lên làm thịt nàng ta. Giết nàng ta. Sau đó tìm thánh linh quả cũng không muộn. Đúng,
dù sao thánh linh quả cũng nằm trên người nàng ta. Bọn họ nói như vậy, cũng sẽ làm như vậy. Sau khi người bên trong tàn cảnh bị nhuộm dần âm khí, phương diện tâm tính đã sớm bị hắc hóa. Giết! Đại hán cầm song đao trong tay quát lớn một tiếng, một ngựa đi đầu, vũ động song đao, hung tợn nhào về phía bé ngoan. Đại đao cuồng vũ như hoa tuyết, lắc lư bổ về phía cái cổ trắng như tuyết của bé ngoan. Những người khác đầu tiên là sửng sốt, sợ đại hán làm thịt bé ngoan trước một bước, sau đó độc chiếm thánh linh quả. Vô số người nhảy lên, tranh nhau chen lấn phóng đến chỗ thiếu nữ yếu đuối, các loại vũ khí huy động lên. Đao quang kiếm ảnh, đằng đằng sát khí, cảm giác cho dù là một ngọn núi cũng sẽ bị bọn họ nghiền nát. Bé ngoan giống như bị choáng váng, cả người đứng im tại chỗ, mở đôi mắt to, lại còn nhấp nháy, lộ ra vẻ vô tội. Bành bành bành, một bóng người lao đến, đứng trước mặt bé ngoan, hai ba lần nhảy lên đã đạp bay toàn bộ người trước mặt ra ngoài. Đa số người bay ra ngoài đều trực tiếp hôn mê. Người nào có công lực tương đối cao thì rất nhanh duy trì được thân hình, nhất là đại hán mang song đao, không khỏi giận tím mặt, quát mắng, là ai vậy? Tại sao ngươi lại xen vào việc của người khác, có phải ngươi muốn tìm chết hay không? Muốn chết, người đến cười lạnh một tiếng, có chút châm chọc, một đám đại lão ra lại khi dễ một thiếu nữ vị thành niên, đúng là vô sỉ. Đại hán song đao tập trung nhìn vào, phát hiện đánh lui bọn họ là một nữ nhân. Hắn ta không khỏi nghi ngờ, ngươi là ai? Ta là ai, nói ra ngươi cũng không biết. Ngươi đến chính là Ninh Nhụy Nhụy. Nàng đi theo hai bóng người kia đến đây, kết quả nhìn thấy một đám người vây công một thiếu nữ, trong nháy mắt không nhịn được mà ra tay. Là ngươi, trong đám người có người nhận ra Ninh Nhụy Nhụy, còn có chút ấn tượng, lập tức nhắc nhở mọi người cẩn thận, nữ nhân này là Trương Lăng Linh mang vào, nhất định có chút bản lãnh. Đại hán mang song đao cao mày, Trương Lăng Linh không phải là chủ của bí cảnh quy khư sao? Tại sao lại đến chỗ của chúng ta? Ha ha, bí cảnh quy khư cũng sắp biến thành tàn cảnh rồi. Nam nhân trung niên cao gầy cười lạnh một tiếng, lập tức nói không chừng nữ nhân kia muốn mượn linh khí bên trong bí cảnh U Minh chúng ta để tu bổ bí cảnh quy khư của nàng ta. Nữ nhân kia đúng là ác độc, quả nhiên có người bị khích, nếu linh khí U Minh bị cướp đoạt. Chẳng phải tất cả chúng ta đều phải chết sao? Ninh Nhụy Nhụy nghe những người này nói xong, càng không chịu nổi, nhịn không được liền thay Trương Lăng Linh giải thích, các ngươi bớt lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đi. Trương tiểu thư đến đây là giúp các ngươi chữa trị nơi này. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Đại hán mang song đao dẫn đầu phản bác, nàng ta làm gì mà có lòng tốt như thế? Năm đó, sở dĩ bí cảnh U Minh trở nên tàn phế chính là do nàng ta làm ra. Không sai, người lên tiếng chính là kiếm thánh Tào Cát Lợi. Ánh mắt của ông ta nổi lên lãnh ý nhàn nhạt, U Minh thành tàn cảnh, Trương Lăng Linh khó mà thoát khỏi tội lỗi, người còn có mặt mũi nào mà nói giúp chúng ta tu bổ. Đúng là buồn cười. Ninh Nhụy Nhụy biết đám người này có nói gì cũng không thông, cũng lời giải thích nhiều, chỉ nói các ngươi thích luận âm mưu đó là chuyện của các ngươi. Vậy ngươi cút sang một bên đi, đừng xen vào việc của người khác. Đại hán giơ song đao trong tay lên, sát khí đại thịnh, nếu không, ngay cả ngươi cũng bị giết cùng một chỗ. Bé ngoan nhìn Ninh Nhụy Nhụy, cười nói, Ninh tỷ tỷ, ngươi đừng để ý việc này, bọn họ không đả thương được ta đâu. Sao, vẻ mặt Ninh Nhụy Nhụy vô cùng nghi hoặc nhìn thiếu nữ đáng yêu phía đối diện, tại sao ngươi biết ta họ Ninh, chúng ta quen nhau sao? Ta biết ngươi, hơn nữa còn khá hiểu về ngươi. Bé ngoan cười nói, ta đã xem qua vô số lần video thi đấu của ngươi trên mạng. Trước đó, ta cũng muốn trở thành vận động viên. Đáng tiếc, ta không chịu được khổ cực của việc huấn luyện. Tuy nhiên, sau khi tiến vào Liên minh Tiểu Yêu Tinh, ta nhận được nhiệm vụ viễn trình bảo vệ ngươi. Cho nên, ngươi có thể xem ta là người thân cận nhất của ngươi. Ninh Nhụy Nhụy nghe xong, lập tức hiểu ra, ngươi chính là bé ngoan. Đúng, ta chính là bé ngoan. Bé ngoan nhẹ gật đầu, không thể giả được. Đương nhiên, người muốn đổi cũng không đổi được, hi hi. Người nói viễn trình bảo hộ là có ý gì? Ninh Nhụy Nhụy cau mày, trong đầu có những suy nghĩ không được tốt. Bé ngoan gật đầu, chính là những gì mà ngươi đã nghĩ. Ngươi biết ta đang suy nghĩ chuyện gì? Ninh Nhụy Nhụy lạnh giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi có thuật đọc tâm? Ta không có thuật đọc tâm,
cũng không có năng lực không gì không biết như Hạ Thiên. Bé ngoan lắc đầu nói với Ninh Nhụy Nhụy, đây chỉ là kết quả có được thông qua toàn cục. Nhụy Nhụy tỷ, ngươi không cần quá để ý. Ninh Nhụy Nhụy cảm giác thiếu nữ đáng yêu này không hề vô tội như nàng đã thể hiện. Mẹ nó, hai tiện nhân, các ngươi dám không nhìn ra ra ngươi sao? Đại hán mang song đao thấy các nàng trò chuyện càng lúc càng ăn ý, hoàn toàn không để hắn ta vào trong mắt. Lúc này, lửa giận của hắn ta dâng trào, xách đao xông đến, ra ra tiễn các ngươi cùng một lúc đến Tây, a. À. Chữ Thiên còn chưa nói ra, cả người hắn ta giống như đạn pháo, rớt thẳng xuống hồ, đầu đâm thẳng vào đáy hồ. Dám ra tay với nữ nhân của ta, ngươi mới là người muốn lên Tây Thiên đấy. Hạ Thiên chậm rãi rơi xuống trước mặt Ninh Nhụy Nhụy, có chút khó chịu nói. Tào Lão Đầu và Tào Tùy Tâm nhìn thấy Hạ Thiên xuất hiện, sắc mặt thay đổi, ngay cả suy nghĩ cũng không, lập tức bỏ chạy, nửa câu nói nhảm cũng không. Những người khác vốn còn chưa lên tiếng, lập tức rơi vào trong đáy hồ, làm bạn với đại hán mang song đao. Đuổi bọn họ đi là được, không cần thiết phải giết bọn họ. Ninh Nhụy Nhụy nói với Hạ Thiên, nếu tàn cảnh U Minh không có ai hoạt động, nó sẽ rất khó khôi phục lại. Hạ Thiên nhếch miệng, hờ hững nói, tiểu muội chân dài, nàng yên tâm đi, bọn họ không chết được đâu. Ninh Nhụy Nhụy khẽ gật đầu, nàng cũng biết Hạ Thiên ra tay thật ra rất có phân tắc, chỉ cần không phải cố tình muốn chết, trên cơ bản đều sẽ lưu lại một chút hy vọng sống. Bé ngoan nhìn thấy Hạ Thiên, sắc mặt thay đổi, lập tức đưa tay vuốt một cái lên mặt, một cái mặt nạ xuất hiện. Ngươi không phải muốn tìm bé ngoan sao? Ninh Nhụy Nhụy chậm rãi thở ra một hơi, nói với Hạ Thiên, kìa, nàng ấy kìa. Hạ Thiên thuận thế lườm bé ngoan một cái, ngươi mang mặt nạ khó coi như vậy để làm gì? Đương nhiên là để đề phòng ngươi rồi. Bé ngoan nói thẳng. Đề phòng ta, trong đầu Hạ Thiên đầy dấu chấm hỏi, phòng ta cái gì? Ai cũng biết ngươi chính là đại sắc lang. Ánh mắt bé ngoan hiện lên sự nghiêm túc lạ thường, dáng dấp ta đẹp như vậy, ngươi nhất định sẽ đánh chủ ý vào ta. Cho nên, ta nhất định phải đề phòng một tay. Hạ Thiên bất mãn nói với bé ngoan, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ta hoàn toàn không có hứng thú với trẻ con. Vậy cũng không nhất định. Bé ngoan lập tức phản bác, năm đó, tuổi tác của Vương Tiểu Nha cũng đâu lớn, còn có Tô Bối Bối, Thạch Thuần, đoán chừng cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi, ta không thể không phòng. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Hạ Thiên cảm thấy phẩm vị của mình bị khiêu khích, khó chịu nói, ta hoàn toàn chẳng có hứng thú với người giống như ngươi, ngươi đừng có tự mình đa tình. Cho dù ngươi nói như vậy, ta cũng không tháo mặt nạ xuống đâu. Bé ngoan hoài nghi đây chính là sáo lộ của Hạ Thiên, vẫn lắc đầu như cũ. Hạ Thiên không khỏi lắc đầu, thở dài nói, cho dù dung mạo của ngươi đẹp, nhưng hơi nhỏ. Ngươi nói cái gì hơi nhỏ? Bé ngoan sửng sốt nửa giây, vô thức cúi đầu nhìn lại, sau đó xấu hổ nói, ngươi đúng là lưu manh. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu tán đồng, hắn đúng là đại lưu manh. Các người nghĩ gì thế? Hạ Thiên có chút vô tội nói, ta không phải lưu manh, cũng không có bất kỳ một suy nghĩ nào. Các người đừng tùy tiện nói xấu ta như vậy. Vậy ngươi nói cái gì nhỏ? Ninh Nhụy Nhụy nghi hoặc nhìn Hạ Thiên, chẳng lẽ ngươi muốn nói cách cục nhỏ? Bé ngoan cũng cau mày, chẳng lẽ nàng suy nghĩ nhiều rồi? Cách cục lớn nhỏ thì cần chi nói? Hạ Thiên nghiêm túc nói, ta nói đương nhiên là lòng dạ nhỏ, vùng đất bằng phẳng. Làm sao ta có ý với người như vậy chứ? Ninh Nhụy Nhụy. Bé ngoan hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, biến thái. Ta chết cũng không để ngươi nhìn thấy diện mạo của ta. Thôi đừng chém gió nữa. Hạ Thiên bất mãn nhếch miệng, nếu ta có ý với ngươi, ngươi mang mặt nạ thì cũng làm được gì. Có tác dụng tâm lý an ủi. Bé ngoan vô cùng kiên định nói. Được thôi, ngươi cứ tự nhiên. Hạ Thiên cũng lười nói nhảm, chỉ nhìn bé ngoan rồi nói, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi gửi cho ta tọa độ kia chính là muốn dẫn ta đến đây. Ánh mắt bé ngoan mở to, lộ ra vẻ nghi ngờ, tọa độ. Tọa độ gì? Hạ Thiên hỏi, tọa độ bên trong điện thoại di động của ta chẳng lẽ không phải ngươi gửi? À, bé ngoan ngẩn người, sau đó gật đầu, đúng, không sai, chính là ta gửi. Ngươi cảm thấy nói dối trước mặt ta thì có thể gạt được ta sao? Hạ Thiên hờ hững nhìn bé ngoan, tốt nhất ngươi nên nói thật, nếu không, đừng trách ta đánh ngươi. Bé ngoan làm ra vẻ kinh ngạc,
không phải ngươi không đánh phụ nữ sao? Trong từ điển của ta không có từ này. Hạ Thiên thành thật cải chính, chỉ có muốn ăn đòn và không muốn ăn đòn mà thôi. Chỉ cần muốn ăn đòn, mặc kệ là nam hay nữ, ta đều đánh hết. Bé ngoan vô thức hỏi một câu, vậy ngươi lấy gì để đánh giá ai muốn ăn đòn, ai muốn không ăn đòn? Ngươi nói sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Được, trong nháy mắt, bé ngoan phân rõ lợi hại bên trong, liền nói, tọa độ đích thật không phải ta phát, nhưng có thể được xem là bé ngoan phát. Ninh Nhụy Nhụy nghe xong, không hiểu gì cả, cười hỏi, chẳng lẽ ngươi không phải bé ngoan? Ta chính là bé ngoan. Bé ngoan gật đầu, cười nói, nhưng bé ngoan không chỉ có một mình ta. Ninh Nhụy Nhụy lập tức hiểu ra, bé ngoan cũng là một tổ chức. Tổ chức ngược lại thì chưa nói đến, chỉ là chúng ta dùng chung một tài khoản mà thôi. Bé ngoan phàn nàn nói, dù sao nhiệm vụ sư phụ giao cho quá biến thái, lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm bất cứ tin tức gì về cái tên biến thái này trên mạng 24/24, đồng thời còn phải chú ý an toàn sinh mệnh của tất cả nữ nhân của hắn. Nếu chỉ có một người, đã sớm mệt chết rồi. Ta thấy ngươi quá củi bắp. Hạ Thiên có chút khinh thường nhìn bé ngoan, vợ tiểu yêu tinh chính là đệ nhất hacker, tùy tiện thiết kế một chương trình nào cũng có thể giải quyết những vấn đề này. Bé ngoan liếc mắt, tức giận nói, lợi hại hơn nữa, chương trình cũng có khả năng bị phá giải, cũng tồn tại lỗ thủng. Huống chi, người đi khắp nơi, rất nhiều nơi còn không có mạng. Điều này cần hao tổn rất nhiều tinh lực, chúng ta là người, không biến thái giống như người đâu. Hạ Thiên cười một tiếng, giữa ngón tay sáng lên một cây ngân châm, đơn giản thôi, ta biến người thành biến thái không được sao. Ngươi đừng làm loạn. Bé ngoan lập tức trốn ra đằng sau lưng Ninh Nhụy Nhụy, chỉ nhô cái đầu ra nói với Hạ Thiên, ta cũng không để ngươi châm đâu. Ai biết ngươi sẽ giở trò gì khi châm cho ta, lỡ ngươi biến ta thành tù binh của ngươi thì sao? Lại phỉ báng ta nữa, ngươi có tin ta trực tiếp đánh chết ngươi hay không? Hạ Thiên cảnh cáo. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy bé ngoan này hơi quá đáng, giống như xem Hạ Thiên là một tên biến thái thật sự, nàng ấy vẫn còn con nít, ngươi cũng đừng bạo lực như vậy. Đánh một trận thì được, đánh chết thì thôi đi. Không phải chứ, bé ngoan kinh ngạc nhìn Ninh Nhụy Nhụy, Ninh tỷ tỷ, chúng ta nên đứng cùng một trận tuyến mới đúng chứ. Hắn không phải người tốt, chẳng lẽ ngươi đã bị hắn bắt làm tù binh rồi sao? Xem ra ngươi đã có sự hiểu lầm rất sâu về Hạ Thiên. Mặc dù Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy Hạ Thiên bình thường quả thật có chút lỗ mãng, nhưng cũng đến mức không phải người tốt như bé ngoan đã nói. Hạ Thiên càng thêm khẳng định, ngươi không phải bé ngoan, bởi vì ngươi tuyệt không ngoan. Ta là bé ngoan, đây là tên tài khoản mà sư phụ tiểu yêu tinh đã cho chúng ta. Bé ngoan trừng mắt nhìn Hạ Thiên, hơi có chút tức giận nói, hơn nữa, gọi là bé ngoan thì nhất định phải ngoan sao? Ai quy định? Hạ Thiên nhìn nàng một chút, thuận miệng nói, ta vừa mới quy định, ngươi không phục. Bé ngoan không khỏi hừ một tiếng, vậy ngươi đi tìm một bé ngoan khác đi, tọa độ nhất định là nàng ấy phát. Hơn nữa, nàng ấy nhất định là bé ngoan mà ngươi thích. Nàng ấy cũng đến đây sao? Ninh Nhụy Nhụy tò mò hỏi. Vậy thì không, bé ngoan lắc đầu, giữa chúng ta có ước định, tuyệt đối không thể đồng thời ra ngoài. Ta ra, nàng ấy nhất định phải ở hôm và ngược lại. Ninh Nhụy Nhụy hỏi, các ngươi ở chung một chỗ. Hôm là thuật ngữ chỉ một hệ thống của bé ngoan chúng ta. Bé ngoan thuận miệng giải thích, nếu không thường xuyên kiểm tra, hệ thống đoán chừng sẽ thăng thiên. Đến lúc đó, ngoại trừ sư phụ tiểu yêu tinh, ai cũng sửa không được. Còn có chuyện này sao? Ninh Nhụy Nhụy không hiểu, hệ thống chương trình là do các ngươi thiết kế, chẳng lẽ nó còn có thể thoát khỏi sự khống chế của các ngươi? Đương nhiên rồi, bé ngoan nói, hôm là hệ thống khai thác trí tuệ nhân tạo của sư phụ tiểu yêu tinh, chúng ta vẫn không ngừng hoàn thiện nó. Nó gần như có thể khống chế mạng lưới toàn cầu, còn có hệ thống theo dõi, hệ thống truyền tin. Hơn nữa, hệ thống này tiến hóa quá nhanh, gần đây càng lúc càng không nghe lời. Mặc dù Ninh Nhụy Nhụy không rõ ràng nguyên nhân trong đó nhưng rất nhanh trong đầu đã có một ví dụ tương tự, có phải giống như Antron trong Iron Man hay không? Cũng không khác gì lắm. Bé ngoan gật đầu, tuy nhiên, nếu hôm độc lập, mức độ nguy hại còn cao hơn Antron nhiều. Nói không chừng, nó còn có thể tiêu diệt trái đất luôn. Ninh Nhụy Nhụy không tin tưởng lời nói này lắm. Chỉ cảm thấy bé ngoan hơi có chút khoe khoang,
ngược lại hỏi một câu, vậy tại sao ngươi lại đến tàn cảnh U Minh? Ta nói ta đi vệ sinh nên bị lạc giường, sau đó không cẩn thận bị cuốn vào đây, các ngươi tin không? Bé ngoan chép miệng, ủy khuất nói. Tin, đương nhiên là tin rồi. Ninh Nhụy Nhụy nhẹ gật đầu, ngươi không có lý do để nói dối, cũng không cần thiết phải nói dối chúng ta. Bé ngoan phấn chấn hẳn lên, lập tức ôm lấy Ninh Nhụy Nhụy, quá tốt rồi, rốt cuộc cũng có người tin ta. Giữa người với người, vẫn nên có sự tin tưởng lẫn nhau, nếu không, làm người sẽ rất phiền muộn. Ngươi đến đây đúng là có chút ngoài ý muốn. Hạ Thiên lười biếng nói, nhưng ngươi đến quán cơm Hòa Bình hẳn là có mục đích. Là do hệ thống hôm phát ra một số liệu, có đôi khi nó sẽ phỏng đoán một số sự kiện tương lai gần. Bé ngoan cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói, chúng ta giải mã những số liệu đó, tìm được quán cơm Hòa Bình. Chúng ta tiếp tục kiểm tra một số tư liệu trên mạng, phát hiện quán cơm này có vấn đề. Sau khi thương lượng xong, ta quyết định đến xem một chút. Đoán chừng một bé ngoan khác sợ ta xảy ra chuyện, cho nên đã gửi tọa độ cho ngươi. Một bé ngoan khác, Ninh Nhụy Nhụy không quen lắm với cách gọi này, ngươi nên nói thẳng ngươi tên gì đi. Cứ bé ngoan này bé ngoan nọ, cũng không biết đang nói ai nữa. Bé ngoan do dự một chút, đối với hacker mà nói, điều kiêng kỵ nhất chính là tiết lộ tin tức thật về mình. Tuy nhiên, Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy vẫn rất đáng tin cậy, ta họ Thẩm, nhũ danh Manh Manh. Các ngươi có thể gọi ta là Tiểu Thẩm, hoặc Manh Manh cũng được. Được rồi, vậy để ta gọi ngươi là Manh Manh. Ninh Nhụy Nhụy nhẹ gật đầu. Hạ Thiên hiển nhiên sẽ không ra bài theo sáo lộ, nhìn bé ngoan trên dưới, sau đó cười nói, Tiểu Thẩm, Manh Manh, nghe không hay chút nào. Chỉ bằng ta lấy cho ngươi một ngoại hiệu dễ nghe hơn. Ở phương diện này, ta chính là đại sư. Thôi đi, ngươi lấy ngoại hiệu làm gì mà dễ nghe cho được. Ninh Nhụy Nhụy đến bây giờ vẫn còn oán niệm với ngoại hiệu tuổi muội chân dài mà Hạ Thiên đã đặt cho nàng. Bé ngoan nhìn chằm chằm Hạ Thiên, vội vàng từ chối, đừng. Ta không muốn, người im lặng đi. Người bằng phẳng như vậy, chỉ bằng gọi là ba ba. Hạ Thiên cười một tiếng. Bé ngoan lập tức khoát tay, quả nhiên là khó nghe, hơn nữa ta không phải người Giang Hải, gọi ba ba cái gì chứ? Nếu ngươi gọi ta như vậy, ta lập tức chết ở đây ngay. Nhưng ta cảm thấy rất dễ nghe. Hạ Thiên làm ra vẻ chăm chú, người không thử suy tính một chút sao? Hạ Thiên làm ra vẻ suy nghĩ một hồi. Sau đó nói, vậy ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Đậu Đinh. Bé ngoan cố gắng mở to mắt, muốn dùng ánh mắt giết chết Hạ Thiên. Đã đến chỗ nào rồi, tại sao ngươi còn như vậy chứ? Ninh Nhụy Nhụy thật sự than thở cho mạch suy nghĩ thiên mã hành không của Hạ Thiên, ngươi không thể tôn trọng người ta một chút, gọi nàng ấy là Tiểu Thẩm hoặc Manh Manh sao? Hạ Thiên trả lời, không được, bởi vì ta nhìn nàng ấy có chút khó chịu. Về sau cứ gọi nàng ấy là Tiểu Đậu Đinh đi, cứ quyết định như vậy. Bé ngoan làm ra vẻ như muốn khóc, ngươi cứ như vậy mà giết ta sao? Nghiêm trọng đến thế sao? Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy có chút buồn cười, không đến mức muốn chết chứ. Nhất định rồi, biểu hiện của bé ngoan rất nghiêm túc, nếu để người khác biết được, ta nhất định chết chắc rồi. Chỉ bằng ta tự kết thúc bản thân cho rồi. Hạ Thiên cười nói, Tiểu Đậu Đinh. Ngươi không cần để ý suy nghĩ của người khác, bản thân vui vẻ là được. Vui vẻ cái rắm, bé ngoan hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, con mắt nào của ngươi thấy ta vui? Hạ Thiên nghiêm túc trả lời, hai con. Được rồi, ngươi thích gọi cái gì thì gọi. Bé ngoan cũng không vì chút chuyện nhỏ này mà khóc, nàng khoát tay nói, dù sao về sau ta và ngươi cũng không gặp nhau nữa. Điều này chỉ sợ rất khó nói, Ninh Nhụy Nhụy là người từng trải. Sau khi nàng gặp lại Hạ Thiên ở đỉnh núi tuyết, nàng cũng cho rằng sau này sẽ không có khả năng gặp lại tên biến thái này. Bây giờ thì kết quả rất rõ ràng. Bé ngoan cau mày, nghiêm túc nói, trở về, ta chỉ treo cái tên, không ra khỏi cửa. Một bé ngoan khác xinh đẹp hơn ta, ngực lớn hơn ta sẽ ra ngoài. Hạ Thiên ngươi có thể tìm nàng ấy. Hạ Thiên nhìn nàng một cái, nói Tiểu Đậu Đinh, ngươi coi ta là ai vậy? Sắc lang. Còn có thể là cái gì nữa? Bé ngoan mở to đôi mắt đáng yêu, tuy nhiên, ngươi cũng là một sắc lang rất có cách cục. Sắc lang bình thường hoàn toàn không xứng so với ngươi. Tiểu Đậu Đinh, ngươi muốn ăn đòn phải không? Hạ Thiên nghe xong, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bé ngoan gật đầu,
khiêu khích, đúng vậy, ngươi đánh ta à? Bốp! Hạ Thiên đánh ra một chưởng, đánh vào một bộ vị rất có độ co giãn. Ngươi, mặt bé ngoan đỏ lên, biến thái. Là ngươi bảo ta đánh mà. Hạ Thiên tự tin nói, có cái gì biến thái đâu chứ? Nếu nói biến thái, khẳng định ngươi càng biến thái hơn. Bé ngoan hừ lạnh một tiếng, không, ngươi mới là biến thái đó. Ngay cả mấy lời nói xấu hữu ích cũng nghe không hiểu. Ta bảo ngươi đánh thì ngươi đánh sao? Đúng vậy, con người của ta từ trước đến giờ vẫn rất biết nói đạo lý, cũng rất biết nghe lời. Hạ Thiên cười đáp, có quỷ mới tin ngươi đấy. Bé ngoan ghét bỏ, vỗ vỗ mông, làm ra vẻ thản nhiên, được rồi, trước không so đo với ngươi. Dù sao cái nơi rách nát này thật sự quá quỷ dị. Muốn ra ngoài, ta cần dựa vào ngươi hỗ trợ. Đây xem như thanh toán tiền trà nước cho ngươi trước. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi không cảm thấy ngại khi nói đây là chỗ tốt sao? Thế nào, không đủ vỉnh, không đủ đạn sao? Bé ngoan hất cái đầu nhỏ, quật cường nói, tiện nghi ngươi cũng đã chiếm, bây giờ nói như vậy, không phải có chút phủi tay không thèm nhận hay không? Được rồi, hai người đừng ồn ào nữa. Ninh Nhụy Nhụy có chút nói không nổi hai người này nữa, chỉ có chút việc nhỏ đó thôi mà ầm ĩ gần nửa ngày, hai người không cảm thấy mình ngây thơ sao? Bé ngoan tiến lên nắm lấy cánh tay Ninh Nhụy Nhụy, cười nói, đúng vậy, Ninh tỷ tỷ, chúng ta đừng để ý cái tên biến thái này nữa. Hắn thật sự quá ngây thơ. Tiểu muội chân dài, nàng nói như thế giống như nàng không ngây thơ vậy. Hạ Thiên nhếch miệng, thuận miệng vạch trần, nàng quên mất nàng mang theo một kẻ ngu ngốc bò lên núi tuyết, sau đó thiếu chút nữa bị xử lý. Nếu nàng không gặp ta, nàng đã chết rồi đấy. Ninh Nhụy Nhụy lập tức phản bác, đây chẳng qua là do ta nhìn sai người, chẳng có liên quan gì đến ngây thơ cả. Tên ngu ngốc kia vừa nhìn đã biết không có hảo ý đối với nàng. Đối với điều này mà nàng còn không nhìn ra, nàng còn không phải ngây thơ sao? Hạ Thiên nói. Bé ngoan cười nói, xem ra, đối với cái từ ngây thơ này, lý giải của tên đại biến thái ngươi và của người bình thường chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Tiểu Đậu Đinh, nếu ngươi còn gọi ta là biến thái, ngươi có tin ta đánh ngươi không? Hạ Thiên khó chịu nói, ta cam đoan sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là biến thái chân chính. Không muốn, bé ngoan khoanh hai tay trước ngực, Hạ Thiên, ta sai rồi. Ta xin lỗi, người đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân. Ninh Nhụy Nhụy nghe xong, không khỏi kỳ quái nhìn bé ngoan. Xuyệt, bé ngoan đột nhiên nháy mắt, làm ra thủ thế im lặng. Hạ Thiên khoát tay, ấn đầu bé ngoan, bất mãn nói, tiểu Đậu Đinh. Ta xác định ngươi không phải bé ngoan, bởi vì ngươi tuyệt không ngoan. Ngươi nói vậy là có ý gì? Bé ngoan nghi hoặc nhìn Hạ Thiên, ta cái gì cũng không làm, tại sao lại không ngoan? Ngươi thật sự cho rằng ta mù chữ đúng không? Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi nên nói là đại nhân bất kể tiểu nhân, mà tại sao ngươi lại đại nhân đừng chấp tiểu nhân? Bé ngoan mở to mắt, nói với Hạ Thiên, nếu ngươi đã biết, vậy ngươi còn so đo với tiểu nhân ta làm gì? Hạ Thiên nói, người nói chuyện có vẻ rất lẽ thẳng khí hùng. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy, nếu nói đến vô lý, hai người này thật sự rất giống nhau. Để ta nói cho ngươi biết, bé ngoan thành thật nói, ngươi biết chúng ta hàng ngày phải xử lý bao nhiêu video cho ngươi không? Trước kia hay bây giờ, ngày nào cũng có người đăng lên, đều là ngươi mắng chửi người, đánh nhau, giết ngươi. Thấy nhiều, tất nhiên cũng học được thói của ngươi. Bớt làm bộ đi, ngươi chính là loại người như thế. Hạ Thiên nhếch miệng, một chút cũng không tiếp chiêu. Bé ngoan không kiên nhẫn khoát tay, đừng xoắn suýt chuyện này nữa, chẳng có ý nghĩa gì hết. Ta thấy chúng ta nên tìm đường ra, ta không chịu nổi cái nơi rách nát này nữa. Muốn ra ngoài thì dễ thôi, bây giờ ta có thể mang ngươi ra ngoài. Hạ Thiên thuận miệng nói. Ta luôn có cảm giác ngươi sẽ thừa cơ làm chuyện không tốt với ta. Bé ngoan hơi có chút hoài nghi nhìn Hạ Thiên, sau đó quay sang nói với Ninh Nhụy Nhụy, Ninh tỷ tỷ, người có cách ra ngoài hay không? Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu, cười nói ta không có. Ta cũng đi theo người khác vào đây thôi. Người theo ai vào, khi ra, người bảo nàng ấy mang ta ra theo. Bé ngoan khẩn cầu nói. Đến lúc đó ta sẽ nói với nàng ấy. Ninh Nhụy Nhụy từ trước đến nay ít khi từ chối người khác. Huống chi là một thiếu nữ khả ái như thế này. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, tiểu muội chân dài, các người tốt nhất đừng nên ôm hy vọng quá lớn.
nàng ta nói không chừng đã ra ngoài, lười xen vào việc của ngươi nữa. Không thể nào, Ninh Nhụy Nhụy vẫn tin tưởng Trương Lăng Linh, tuy nói thời gian quen biết không dài, nhưng nàng cũng không cho rằng đối phương sẽ không biết nói tình nghĩa như thế, nàng ấy chỉ đi xử lý một số chuyện mà thôi. Chờ xử lý xong, nàng ấy sẽ đến tìm ta. Lúc này, một lá bùa đột nhiên từ đằng xa bay đến. Sao, Ninh Nhụy Nhụy nhận ra lá bùa này, chính là đồ của Trương Lăng Linh. Nàng lập tức phi thân lên tiếp lấy lá bùa. Lá bùa rơi vào tay Ninh Nhụy Nhụy, đột nhiên không lửa tự thiêu nhưng cũng không có bất kỳ cảm giác nóng rực. Nhụy Nhụy, ta có việc, cần ra ngoài một chuyến. Lá bùa đốt xong, giọng nói của Trương Lăng Linh vang lên, ta thấy ngươi và Hạ Thiên đã gặp nhau, an toàn sẽ không cần ta lo lắng nữa, nhất định cũng có cách để ra ngoài. Hữu duyên gặp lại. Lá bùa đốt xong, không còn tiếng nói, rất nhanh bị gió thổi tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này, Ninh Nhụy Nhụy im lặng, đưa tay nhéo mi tâm, đúng là khiến người ta phải đau đầu. Bé ngoan không khỏi nói, từ trong lời nói có thể nghe được, Hạ Thiên thật sự nói không sai, người này đúng là không có tình nghĩa. Nữ nhân kia bình thường cũng không phải người mà, Hạ Thiên lười biếng nói. Ninh Nhụy Nhụy rất nhanh ổn định tâm trạng, khoát tay nói, đừng nói nữa, nếu nàng ấy đã đi, chúng ta chỉ có thể tự tìm đường ra. Cũng may mà ta nhớ kỹ chỗ ra nằm ở đâu. Thật ra không cần phiền phức như vậy đâu. Hạ Thiên xoa tay, để ta mở một cánh cửa là được. Không cần thiết, có cửa mà. Ninh Nhụy Nhụy biết Hạ Thiên cũng không phải nói đùa, trịnh trọng nói, ta và Trương Lăng Linh khó khăn lắm mới chữa trị được một phần, ngươi đừng có làm loạn. Hạ Thiên nhìn chung quanh, cười nói, các người thật sự đã chữa trị được sao? Tại sao ta lại không có cảm giác, khắp nơi vẫn nát như cũ? Chúng ta không có biến thái giống như ngươi. Ninh Nhụy Nhụy thở dài, chúng ta đã chữa trị bộ phận hạch tâm nhất chính là cung điện và pháp trận. Nàng ấy nói dùng để cộng minh, nhưng cái gì là cộng minh thì nàng ấy lại không nói rõ. Tiểu muội chân dài, ta thấy nàng bị nàng ta lừa gạt rồi. Hạ Thiên có chút đồng tình nhìn Ninh Nhụy Nhụy, nàng làm không công cho nàng ta, kết quả chỗ tốt gì cũng không có. Cũng không phải chỉ có vật chất mới được xem là thu hoạch. Ninh Nhụy Nhụy cũng không để ý vấn đề này, có kinh nghiệm cũng đã là thu hoạch rồi. Hạ Thiên tiến lên ôm lấy eo Ninh Nhụy Nhụy, nghiêm túc nói, tiểu muội chân dài, thứ mà ta đưa cho nàng chẳng phải thu hoạch càng nhiều hơn sao? Nàng có bên báo đáp ta một chút hay không? Ngươi lại nữa rồi, Ninh Nhụy Nhụy hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, không thèm để ý hắn. Đằng trước hình như xảy ra chuyện, hơi ồn ào, bé ngoan nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm đằng trước. Bỗng nhiên lên tiếng nói với Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, chúng ta có nên qua đó xem một chút hay không? Hạ Thiên nói, chỉ một đám ngu ngốc đánh nhau thôi mà, có cái gì đáng xem? Chúng ta qua đó xem đi. Ninh Nhụy Nhụy suy nghĩ 3 giây, ngược lại quyết định qua đó xem một chút. Chấm. Từ đằng xa, trước một ngôi chùa. Một hòa thượng mập mạp mặc áo cà sa cười ha hả đánh giá tình huống bên trong tàn cảnh u minh, có chút cảm khái nói. Nghĩ không ra còn có một nơi tiên khí bỏ đi như thế này, cũng được xem là độc đáo. Dọn dẹp một chút cũng có thể miễn cưỡng làm động phủ tị cư cho bổn tọa. Ông ta bỗng nhiên khoát tay, ghép lại mấy chục mảnh vỡ không gian chung quanh thành một khối, khiến cho tàn cảnh lại chấn động từng đợt. Dị động này khiến cho những sinh linh bên trong tàn cảnh phải tiến đến gần. Hòa thượng mập kia, người từ đâu đến? Một người không kiên nhẫn quát hỏi, tại sao ngươi lại trắng trợn phá hư ở đây? Rốt cuộc ngươi có giáp tâm như thế nào? A-di-đà Phật, bần tăng pháp hiệu cửu trai, tăng nhân tu hành của phản âm giới. Hòa thượng mập mỉm cười đắc ý, vô cùng khách sáo thi lễ với người đến một cái, ta truy tìm một luồng khí cơ mà đến cái nơi tiên khí bỏ đi này. Ta đang lo không có chỗ nghỉ ngơi, cho nên ta dự định trưng dụng chỗ này làm động phủ. Người bên trong tàn cảnh phần lớn đều có ý thức lãnh địa rất nặng. Bọn họ không dung được người trong trái đất, làm sao có thể dung được một hòa thượng chẳng biết đến từ thế giới nào. Quả nhiên có người mắng to ngươi nói trưng dụng thì trưng dụng sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dựa vào thập, phốc. Người này còn chưa nói hết, miệng bỗng phun máu tươi, tiếp theo cả người ầm ầm sụp đổ, biến thành một chùm huyết vũ vẫy xuống các nơi. A-di-đà Phật. Hòa thượng mập chắp tay trước ngực, hai mắt nheo lại, cười ha hả nhìn mọi người,
bần tăng khuyên chư vị thí chủ đừng tạo nghiệt miệng lưỡi, đồ gây thân tử hồn diệt chi thương. Tặc ngốc, người dám giết người ở đây. Mọi người cùng nhau xông lên làm thịt tên hòa thượng mập này. Đúng, chúng ta nhiều người, còn cần phải sợ ông ta sao? Đám người vây xem mắng to, chỉ là bọn họ không nhìn rõ hòa thượng này ra tay như thế nào, nhất thời không dám tiến lên phía trước. Bần tăng chính là người tu hành trong giới, chỉ muốn tạm thời tĩnh dưỡng mà thôi, chư vị thí chủ không cần sợ hãi. Hòa thượng mập vẫn nở nụ cười vô hại, huống chi bần tăng tỷ cư cũng cần một số nô bộc phụng dưỡng bên cạnh, đây chính là đại cơ duyên của các ngươi. Có người nghe xong, phun ra một bãi nước bọt, mẹ nó, hòa thượng chết tiệt này muốn chúng ta làm chó cho ông ta. Ngươi là người tu hành, chúng ta là tu tiên giả, dựa vào cái gì ngươi bắt chúng ta làm nô lệ cho ngươi? Con lừa chọc chết tiệt, tại sao ngươi không làm nô bộc cho ta? Hòa thượng mập thấy những người trước mắt hùng hùng hổ hổ, nhưng không một ai dám tiến lên động thủ, không khỏi lắc đầu, giới này quả nhiên lưu lạc, người tu hành đều là mặt hàng như vậy, thật đáng buồn. Nói xong, hai tay ông ta bỗng nhiên kết ấn, cao giọng nói, nếu là như vậy, chỉ bằng các ngươi làm hầu nô cho bần tăng, ngày sau bần tăng tìm được khí cơ, các ngươi cũng có thể dính được chút tiên duyên, gà chó cũng có thể đắc đạo, huống chi là các ngươi. Những người kia nghe hòa thượng mập so sánh bọn họ với gà và chó, lại càng giận không kềm được. Lần này có người không nhịn nổi, cầm binh khí trong tay bổ tới hòa thượng mập. Đao quang kiếm ảnh xen lẫn một mảnh, mắt thấy hòa thượng sắp bị loạn đao chặt thành một đống thịt muối. Cầm kiếm đánh nhau chính là bất kính với Phật, cho nên, ta sẽ sử dụng thủ đoạn hàng ma, các ngươi phải tiếp nhận hậu quả xấu. Hòa thượng mập mỉm cười hiền hòa, tay cầm thủ ấn đẩy ra, phạm giới chân ấn, uy sơn. Bỗng nhiên, người trong phạm vi 10 dặm đều cảm nhận được một luồng uy áp khổng lồ, giống như Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy mắt liền không thở nổi. Rất nhanh, những người này đều không đỡ nổi luồng uy áp, vội vàng quỳ xuống. Trong chớp mắt quỳ xuống, tâm linh trở nên sáng sủa, tất cả áp lực phiền não gần như vô ảnh vô tung, nội tâm cảm thấy vô cùng khoái hoạt, giống như đến thế giới cực lạc. Đại sư, ta hiểu rồi. Từ nay về sau, ta sẽ quên đi tất cả, theo ngươi tu hành. Đại sư, về sau, ta chính là chó của ngươi, cả đời hộ pháp cho ngươi. Có thể làm nô lệ cho đại sư chính là vinh quang suốt đời của chúng ta. Thiện tai, bần tăng độ hóa hơn 10 người, xem như công đức vô lượng. Hòa thượng mập thỏa mãn nhìn những người này khóc ròng, mỉm cười thu tay lại, chỉ cần các ngươi tận tâm phụng dưỡng, nói không chừng ngày khác bần tăng sẽ mang các ngươi cùng nhau rời đi, đến Bỉ Ngạn Thâm Không. Trong lúc hòa thượng mập đang đắc chí, bỗng nhiên có hai thân ảnh từ đằng xa bay đến gần. Hai người này đều là nữ nhân, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Người lớn tuổi hơn nhìn khí khái hào hùng, giữa hai hàng lông mày còn có một sự sắc bén khó có được. Người nhỏ tuổi hơn nhìn rất đáng yêu nhu thuận, thân hình tư thái đều lộ ra sự tươi mát hiếm có. Người đến tất nhiên là Ninh Nhụy Nhụy và bé ngoan. Hạ Thiên không đi cùng nhưng hắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Về phần tại sao, đương nhiên là để tiện giả bộ. Vị đại sư này, hành vi của ngươi mà cũng gọi là độ hóa sao? Ninh Nhụy Nhụy nhìn người quỳ trên mặt đất, vô thức cảm giác hòa thượng này có chút không ổn. Khi hòa thượng mập nhìn thấy Ninh Nhụy Nhụy và bé ngoan, ánh mắt nheo lại không khỏi sáng lên, vui mừng quá đỗi, cái nơi tiên khí bỏ đi này ngược lại còn có những nữ tử xuất trần tuyệt diễm, đây chính là phúc khí của bần tăng. Này, hòa thượng! Tại sao ngươi lại nhìn chằm chằm ta một cách dâm đãng như thế? Bé ngoan bị nhìn như thế, có chút khó chịu, hòa thượng không phải phải tránh xa sắc giới sao? Hai vị nữ Bồ Tát, các ngươi nói rất đúng. Hòa thượng mập chắp tay trước ngực, tươi cười nói, tuy nhiên, bần tăng cũng không phải hòa thượng mà là người tu hành của phản âm giới, cho nên cũng không cần tuân thủ giới luật. Ninh Nhụy Nhụy cau mày, vẫn còn nghi hoặc, ngươi nói phản âm giới là nơi nào thế? Ta thấy nữ Bồ Tát ngươi cũng đã là trúc cơ, vì sao ngươi lại không biết gì về chuyện của tu tiên giới thế? Gương mặt hòa thượng mập hiện lên sự khó hiểu, tuy nhiên vẫn giải thích với Ninh Nhụy Nhụy, phản âm giới chính là một tinh cầu tu hành của liên minh tu tiên, được phản âm La Hán sáng tạo ra từ 3.000 năm trước. Tất cả mọi người trong giới phải cạo tóc xuất gia. Tuy nhiên, một khi kết thành kim đan, người đó không cần giữ giới nữa. Ninh Nhụy Nhụy thận trọng hỏi thăm,
nói như vậy, ngươi chính là tu tiên giả kim đan kỳ. Ha ha, nữ Bồ Tát ngươi đúng là biết nói đùa. Hòa thượng mập xoa cái đầu chọc của mình, cười nói, nếu chỉ có kim đan kỳ, bần tăng sao dám một mình từ một tinh không độc hành mấy trăm năm đến cái nơi tiên khí bỏ đi như thế này. Bé ngoan ngáp một cái, có chút nhàm chán nói, này, hòa thượng mập, ngươi nói thẳng ra ngươi có cảnh giới gì đi, đến trái đất này để làm gì là được rồi. Tiểu nữ Bồ Tát đã đặt câu hỏi, bần tăng sẽ nói cho các ngươi biết. Hòa thượng mập chắp tay trước ngực, có chút thành kính nói, bây giờ bần tăng đã là hợp thể kỳ, cách độ kiếp chỉ còn một bước nhưng vẫn chưa tìm được cơ duyên. Vừa lúc 300 năm trước, ngẫu nhiên qua cổ tạ, ta phát hiện có một khí cơ vạn năm trước bị giáng xuống tinh vực này, cho nên ta mới dám vượt ngang tinh hà truy tìm đến đây. Ninh Nhụy Nhụy nghe xong, trong lòng run lên, là vạn năm trước. Chẳng lẽ có liên quan đến người mà Trương Lăng Linh đã nói? Nữ Bồ Tát có phải đã nghĩ đến điều gì hay không? Hòa thượng mập nhạy bén phát hiện được sự thay đổi của Ninh Nhụy Nhụy, thuận thế hỏi, ngươi đã biết thứ gì rồi? Ninh Nhụy Nhụy lấy lại tinh thần, quả quyết lắc đầu, không biết nữa. Đó chính là biết, hòa thượng mập mỉm cười, vừa lúc bần tăng phát hiện được bên trong tàn cảnh nơi đây dường như có chút khí thức quen thuộc, có khi nào cơ duyên của bần tăng đã đến. Bé ngoan nhếch miệng, người suy nghĩ nhiều rồi, có lẽ tai nạn của ngươi sắp đến thì có. Ha ha, không phải bần tăng nói ngoa. Hòa thượng mập ngạo nghễ nói, nơi này chính là nơi tiên khí bỏ đi, có thể sinh ra tu tiên giả đã là chuyện khó có được, nhưng đa số người ngay cả trúc cơ kỳ khó mà đạt được. Không có ai có thể đối được một trưởng với bần tăng. Bé ngoan khịt mũi coi thường, mỉm cười phản bác, ngươi nói sai rồi. Tu tiên giả lợi hại của trái đất chúng ta nhiều lắm. Độ kiếp kỳ cũng không ít, vừa rồi còn có một tên biến thái đi cùng với chúng ta. Ha ha ha, độ kiếp kỳ. Hòa thượng mập nghe bé ngoan nói, ôm bụng cười cả nửa ngày, tiểu nữ Bồ Tát ngươi thật sự đáng yêu cực kỳ. Bần tăng không ngại nói cho ngươi biết, cho dù phản âm giới có linh khí vượt qua nơi này vạn lần, trong thời gian 3000 năm cũng không xuất hiện quá 30 vị tu tiên giả độ kiếp kỳ. Một nơi tiên khí bỏ đi như thế này làm sao mà có khả năng? Đây không phải là chuyện có thể hay không mà là sự thật. Ninh Nhụy Nhụy đã sớm từ trong miệng A Cửu, Y Tiểu Âm biết được những bà vợ Hạ Thiên đến Tiên Vân Đại Lục trên cơ bản đều đã là độ kiếp kỳ. Hòa thượng mập không tin, mỉm cười khoát tay, tại sao hai vị nữ Bồ Tát lại khoác lác như thế? Nếu tinh cầu này có tu tiên giả độ kiếp kỳ, nhất định phải có pháp trận che trời. Làm sao bần tăng có thể dễ dàng đến đây chứ? Lời này ngược lại khiến cho Ninh Nhụy Nhụy phải tự hỏi. Nàng hiểu biết không nhiều về chuyện tu tiên, cũng không biết vì sao Hạ Thiên và các bà vợ của hắn không thiết kế một trận pháp phòng ngự ở trái đất. Này, Hạ Thiên, ngươi mau ra tay, giải thích cho lão hòa thượng này nghe một chút. Bé ngoan cũng không biết rõ nguyên nhân, đành phải ngóc đầu hô to với xung quanh. Đáng tiếc, không ai đáp lại nàng hết. Hai vị nữ Bồ Tát đừng phô trương thanh thế nữa, ở đây ngay cả tu tiên giả kim đan kỳ cũng không có. Hòa thượng mập hiển nhiên cũng không kiên nhẫn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, bần tăng chỉ tạm thời dừng chân ở đây, cần tu chỉnh mấy năm. Trong thời gian này cần hai vị nữ Bồ Tát song tu, công lực sẽ gia tăng gấp đôi. Đương nhiên, bần tăng sẽ không bạc đãi các ngươi, lúc rời đi chắc chắn sẽ để lại đầy đủ công pháp, đan dược, giúp đỡ mọi người đột phá kim đan kỳ. Đây chính là cơ duyên khó có được, xin đừng bỏ qua. Ninh tỷ tỷ, hòa thượng này có ý đồ với chúng ta. Bé ngoan chẳng những không tức giận, ngược lại còn hưng phấn nói với Ninh Nhụy Nhụy, người nói Hạ Thiên có đột nhiên lao ra đập nát cái đầu chó của ông ta hay không? Ninh Nhụy Nhụy có chút bó tay nhìn bé ngoan, thầm nghĩ, cô bé này vừa nãy còn nói về sau không muốn gặp lại Hạ Thiên, bây giờ lại vô thức gom mình vào đám nữ nhân của Hạ Thiên. Hoảng hốt. Nàng chợt nhớ đến cách đây không lâu, tâm cảnh của nàng cũng giống như vậy. Vị đại sư này, nếu ngươi muốn yên tâm tu hành, ngươi có thể ở lại đây, chỉ cần không loạn là được. Ninh Nhụy Nhụy thở dài nói với hòa thượng mập, nhưng ngươi muốn làm mưa làm gió ở đây, vậy thì quên đi, ngươi sẽ chết rất thảm. Hòa thượng mập hơi tức giận, khinh thường nói, nơi đây còn có ai có thể chạm đến một sợi lông của bần tăng. Ta nói này hòa thượng mập. Mặc dù cách nói của ngươi rất cuồng nhưng vẫn không đủ bá khí. Bé ngoan nghe xong, cảm thấy không đúng, ngươi nên chỉ vào Ninh tỷ tỷ,
sau đó nói hôm nay lão nạp sẽ biến ngươi thành nữ nhân của ta, hoặc nói tu vi bần tăng đệ nhất thiên hạ. Nếu không, sẽ không có cảm giác gì hết. Hòa thượng mập bị bé ngoan chọc cười ha hả, chỉ vào nàng mà nói, bần tăng thích ngươi rồi đấy. Nếu ngày sau rời đi, ta có thể mang ngươi đi cùng, để ngươi làm thị tỳ thiếp thân cũng không tệ. Ngươi quên đi, bé ngoan nhếch miệng, thứ nhất, ngươi quá xấu. Thứ hai, ngươi quá béo. Thứ ba, có người sẽ không đồng ý. Ngươi không đồng ý, hòa thượng mập nói. Bé ngoan nhẹ gật đầu, ta khẳng định không đồng ý, tuy nhiên ta lại không có bản lãnh từ chối. Cho nên, người mà ta nói không phải là ta. Thế là ai? Hòa thượng mập lạnh lùng nhìn chung quanh, ở đây, ngoại trừ đám sâu kiến này, không có ai là đối thủ của bần tăng. Theo như ngươi nói, trên tinh cầu này, tu vi của bần tăng là đệ. A, à, chữ nhất còn chưa nói ra, cả người ông ta đột nhiên bay ra ngoài. Sao? Hạ Thiên phát hiện người bay rớt ra ngoài là mình, sau khi bừng tỉnh thì lập tức lách mình trở về. Tại sao ngươi, Ninh Nhụy Nhụy cũng phát hiện không ổn, nhìn thấy Hạ Thiên từ đằng xa bay đến, vội tiến lên hỏi thăm. Tiểu muội chân dài, nàng đừng nói, nàng dẫn tiểu đậu đinh sang bên cạnh đứng xem đi. Hạ Thiên nói với Ninh Nhụy Nhụy, tên này có chút cổ quái, ta phải nghiên cứu lại một chút. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, dường như ông ta đến từ tu tiên giới. Có tu vi hợp thể kỳ. Ninh Nhụy Nhụy cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì từ chối, lập tức kéo bé ngoan tránh sang một bên. Khi gặp Tô Diệp lần trước, Hạ Thiên cũng có biểu hiện tương tự. Điều này nói rõ sự việc không đơn giản, nàng không giúp được gì, nàng nhất định phải cam đoan tuyệt đối không gây thêm phiền. Vừa rồi, Hạ Thiên hơi chút hụt hẫng, hắn mỉm cười nói với Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, nàng yên tâm đi. Trước giờ chỉ có ta đánh người mà thôi, cho dù ông ta là độ kiếp kỳ, ta cũng có thể đánh chết. Ha ha, vị thí chủ này, ngàn vạn lần đừng có mạnh miệng. Hòa thượng mập chậm rãi xoa nắn hai tay của mình, khắp gương mặt chỉ là nụ cười hiền lành, mặc dù bần tăng chỉ có hợp thể kỳ, nhưng cũng mạnh hơn ngươi cả mấy cảnh giới. Cho dù thân pháp của ngươi thần diệu, nhưng công pháp sở học lại không có hệ thống, sơ hở thật sự quá nhiều, sao? Ông ta còn chưa nói hết. Hạ Thiên bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt đã đến trước mặt hòa thượng mập. Tu tiên giả đến từ phản âm giới quả thật khiến cho hắn nhớ đến lần gặp Tô Diệp, nhưng lần này có chút khác biệt. Hòa thượng này không hề lỗ mãng như Tô Diệp, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng trên người lại có một sự âm lãnh thần bí khó lường. Ban đầu, tên hòa thượng này muốn làm gì, Hạ Thiên hoàn toàn không có hứng thú quan tâm. Cho nên... khi Ninh Nhụy Nhụy và bé ngoan đi tìm hiểu tình huống, hắn cũng không ngăn cản. Chỉ là không nghĩ đến, con lừa chọc ngu ngốc này lại có can đảm đánh chủ ý lên Ninh Nhụy Nhụy và bé ngoan. Hắn tuyệt đối không thể nào tha thứ. Vừa rồi chỉ là tùy ý ra tay, bây giờ lại tập trung đến mấy phần. Hòa thượng mập thấy Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, một chút cũng không hoảng hốt, đã sớm kết một thủ ấn chờ sẵn. Bành! Hòa thượng mập trúng Hạ Thiên một cú đá ngang, cả người như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Sao? Sau vài giây, Hạ Thiên ngạc nhiên phát hiện người bay ra ngoài biến thành mình, tinh thần không khỏi run lên, ngừng lại thân hình, một lần nữa bay trở về. Hòa thượng mập thấy Hạ Thiên bay trở về, gương mặt vẫn duy trì nụ cười như cũ, vị thí chủ này, bần tăng đã nói qua, ngươi không phải đối thủ của ta, đừng uổng phí khí lực nữa. Hạ Thiên cũng không nói nhảm với ông ta. Một lần nữa vận phiêu miễu bộ, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi đã đánh ra mấy chục quyền với hòa thượng mập. Ha ha, đúng là một mãng phu. Hòa thượng mập đứng bất động nhưng không một nắm đấm nào rơi vào người ông ta, bần tăng đang kết phạm giới chân ấn, cho dù ngươi đánh ra một vạn quyền cũng không đả thương được bần tăng mảy may. Hạ Thiên khinh thường nói, thủ ấn cầu thí hoàn toàn vô dụng đối với ta. Bây giờ ta sẽ đánh nát cái đầu chọc ngươi. Bần tăng nhìn tướng mạo của thí chủ. Chẳng những tham sân si tam độc đều có, hơn nữa còn rất xa đọa. Hòa thượng mập vẫn kết thủ ấn, tiếp tục khuyên bảo, tuy nói căn cốt người bình thường, nhưng ngã Phật tử bi, có thể bao dung cho tất cả mọi người. Chỉ bằng người theo bần tăng làm đồ đệ, chúng ta đến thâm không tìm kiếm đại đạo khí cơ, có thể cùng nhau chống đỡ bỉ ngạn, tu thành chính quả. Ta tu cái đầu tử quang ngươi đấy. Hạ Thiên nghe mấy lời nói nhảm này thì liền tức giận, nắm đấm múa càng lúc càng nhanh. Rất nhanh đập nát đầu hòa thượng mập.
Ninh Nhụy Nhụy và bé ngoan đứng từ xa nhìn lại, không khỏi có chút lo lắng. Hòa thượng kia hình như rất lợi hại, mặc dù vừa rồi bé ngoan vẫn cãi tay đôi với Hạ Thiên, nhưng trong thời khắc quan trọng, nàng hiển nhiên hy vọng Hạ Thiên có thể thắng. Có chút kỳ lạ, nhưng chắc chắn Hạ Thiên sẽ nghĩ ra cách phá giải. Dù sao Ninh Nhụy Nhụy cũng đã từng mạo hiểm mấy lần với Hạ Thiên, thời gian lâu dài cũng có chút kinh nghiệm, trong lòng đã sớm thành lập sự tin tưởng gần như mù quáng với Hạ Thiên. Bé ngoan lên tiếng, nếu hắn thu, chúng ta có phải sẽ bị hòa thượng mập a, vậy thì chẳng phải sẽ bị ông ta chiếm tiện nghi như Hạ Thiên sao? Yên tâm đi, Hạ Thiên tuyệt sẽ không thua đâu, Ninh Nhụy Nhụy không khỏi nhấn mạnh. Tuy nói như vậy, nhưng thấy Hạ Thiên liều mạng cả nửa ngày cũng không dính được góc áo của đối phương, Ninh Nhụy Nhụy vẫn có chút lo lắng. Mặc dù có khi đánh tới, nhưng người bay rớt ra ngoài vẫn biến thành Hạ Thiên một cách khó hiểu. Hòa thượng này thật sự có chút quỷ dị. Thí chủ, người không cảm thấy mệt mỏi sao? Hòa thượng mập khí định thần nhàn, cười ha hả nói, nếu bần tăng cảm giác không sai, chỉ trong vài nháy mắt nữa, linh khí bên trong cơ thể ngươi sẽ tạm dừng. Tuy nói thời gian rất ngắn, nhưng đủ để chí mạng. Nếu ngươi không muốn chết, ngươi nên dừng lại đi. Bần tăng cũng không phải hung đồ giết người không chớp mắt. Thôi đừng chém gió nữa. Hạ Thiên lười biếng nói, ta đã nhìn thấu cái trò xiếc này của ngươi rồi. Nếu ngươi còn ở lại, ta một quyền đánh nổ đầu của ngươi. Quả nhiên là hạng người minh ngoan bất linh. Hòa thượng mập có chút tiếc nuối lắc đầu, hai tay bỗng dưng dùng tốc độ rất nhanh kết thành một thủ ấn khác, phạm giới chân ấn, phá ma. Tiếng quát còn chưa ngưng, một tay của hòa thượng mập đã chậm rãi đẩy ra. Một hư ảnh Phật tượng cao vạn trượng đột nhiên xuất hiện, đưa bàn tay trái đánh tới Hạ Thiên. Loè loẹt, cẩu thí. Hạ Thiên nhếch miệng, cũng không để trong lòng, siết chặt nắm đấm, vận 10 thành khí lực đón nhận Phật trưởng to lớn kia. Hòa thượng mập lắc đầu, làm ra vẻ la hán thương xót, đối mặt với hư tượng Phật Đà vẫn ác ngôn như cũ. Ta sẽ tiến hành trừng trị ngươi, dùng cái này độ hóa chúng sinh. Độ em gái ngươi đấy. Hạ Thiên lười biếng mắng một câu, tưởng mình có cái đầu chọc thì cho rằng mình vô địch, thôi đừng chém gió nữa. Hòa thượng mập trừng mắt nhìn Hạ Thiên, quát lớn một tiếng, phạm giới chân ấn, phá ma lôi đình. Trong lòng bàn tay Phật tượng to lớn lóe lên lôi đình màu vàng. Được rồi, đừng phá. Thân ảnh Hạ Thiên đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, vượt qua Phật trưởng to lớn, xuất hiện trước người hòa thượng mập một lần nữa, một quyền chậm rãi đập tới. Thí chủ, người đúng là ngoan cố đến mức không thể nói lý. Thủ ấn hòa thượng mập bỗng nhiên thay đổi, thu lại đại Phật trưởng. Trở về ấn bất động, bài học vừa nãy còn chưa ăn đủ, a. Lời còn chưa nói hết, gương mặt hòa thượng mập đã chịu một quyền nặng nề, cả gương mặt béo bị đánh đến thịt mỡ biến dạng. Trong lúc người sắp bay ra ngoài, Hạ Thiên nhấc chân dẫm lên chân trái hòa thượng mập, đính cả người ông ta ngay tại chỗ, lại thêm mấy quyền đánh ra ngoài. 2-3 quyền đánh cho hòa thượng mập đến đầu rơi máu chảy, răng trong miệng vỡ nát hơn phân nửa. Hạ Thiên cười nói, ta đã nói muốn đập nát đầu của ngươi thì sẽ đập nát đầu của ngươi. Tử quang đầu, bây giờ ngươi cảm giác như thế nào? Tại sao lại như vậy? Sau khi hòa thượng mập chịu một quyền, hơn nửa ngày sau mới tỉnh hồn, kinh ngạc hỏi, ấn bất động của bần tăng vẫn còn, tại sao ngươi lại có thể đánh được ta? Không nghĩ ra sao, gương mặt Hạ Thiên lộ ra vẻ đắc ý, có chút khinh thường nhìn hòa thượng mập. Hòa thượng mập đích thật nghĩ không ra. Đau đớn trên cơ thể thật ra chỉ là dâu ria, nhưng nghi hoặc trong lòng lại khiến ông ta cảm thấy khó chịu. Bần tăng là tu vi hợp thể kỳ, ngươi chẳng qua chỉ có kim đan kỳ. Ngươi hoàn toàn không vượt qua được bức tường cảnh giới này, huống chi phạm giới chân ấn của bần tăng là công pháp vô thượng tiên giới. Đối phó đám sâu kiến nơi tiên khí bỏ đi các ngươi vốn chỉ là tiên kiếm chảm sâu gióm, tại sao lại mất đi hiệu lực? Hạ Thiên cười đến càng vui vẻ hơn. Chỉ vào hòa thượng mập mà nói, ta thích nhất là nhìn gương mặt như phát mộng của đám ngớ ngẩn các ngươi. Điều này sao có thể? Không thể nào, gương mặt hòa thượng mập rất nhanh khôi phục lại như cũ, chỉ là ánh mắt nghi hoặc càng lúc càng sâu, bởi vì ông ta phát hiện cơ thể của mình không động đậy được, ngươi đã làm gì bần tăng? Vì sao bần tăng lại không động đậy được? Hạ Thiên cười một tiếng, ngươi đoán xem. Chẳng lẽ là định thân chú? Hòa thượng mập cảm nhận một chút. Lập tức lắc đầu, không đúng, ngươi không có ngâm chú. Bùa, cũng không thấy ngươi lấy ra,
Nói xong, con người hòa thượng mập bỗng nhiên co rụt lại, hơi có chút sợ hãi, có khi ngươi là phân thân của một vị đại năng nào đó ở tiên giới, cố ý đến cái nơi tiên khí bỏ đi này để luyện tâm tính. Đúng là ngớ ngẩn, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Giữa ngón tay Hạ Thiên sáng lên một cây ngân châm, đối phó ngươi dựa vào cái này là đủ. Ngân châm, hòa thượng mập mở to mắt nhìn, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận hiện thực này, nhưng ngân châm chỉ là phàm vật, làm sao có thể phá được phạm giới chân ấn của Bần Tăng, còn định được cơ thể tu hành của ta. Hạ Thiên nhếch miệng, có tin hay không thì tùy ngươi, dù sao tên ngốc ngươi cũng đã là bại tướng dưới tay ta. Bần Tăng không phục, hòa thượng mập giận dữ hét lên, ngươi nhất định đã dùng tà công ma đạo không ai nhận ra, hoặc kỳ độc hạ vực. Bằng không, Bần Tăng tuyệt không thua ngươi. Ngươi có phục hay không liên quan gì đến ta? Hạ Thiên hờ hững ngáp một cái, thua chính là thua, bây giờ cái tên ngu ngốc ngươi mặc ta xử trí. Ngươi có giống lớn tiếng cỡ nào cũng vô dụng thôi. Hòa thượng mập chưa từng nghĩ đến ông ta đến cái nơi tiên khí bỏ đi này lại thua một tiểu nhân vật kim đan kỳ. Do dự thật lâu, ông ta nói, được, Bần Tăng nhận thua. Chỉ cần ngươi thả Bần Tăng ra, Bần Tăng sẽ rời khỏi nơi này. Ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi sao? Hạ Thiên nhìn hòa thượng mập giống như nhìn thằng ngốc. Vậy ngươi muốn thế nào? Hòa thượng mập lạnh giọng quát, Bần Tăng là tăng nhân tu hành phản âm giới. Bên trong Phật đường trong giới có đặt pháp bài bổn mệnh của ta. Nếu Bần Tăng có một chút mệnh hệ nào, phản âm giới sẽ biết được vị trí nơi này, ngươi còn có thể đối kháng với toàn bộ phản âm giới hay sao? Hạ Thiên nghe xong liền cảm thấy khó chịu, vốn ta đang định không xử lý ngươi. Bây giờ ta không thể không xử lý ngươi. Nếu ngươi có dũng khí, ngươi có thể thử một chút. Hòa thượng mập cũng không sợ chết, lạnh giọng nói, mặc dù phản âm giới không thuộc cửu giới của liên minh tu tiên nhưng ít nhất cũng có hơn 10 vị đại năng độ kiếp kỳ, thậm chí lão tổ phản âm La Hán bên trong giới cũng đã chạm đến cánh cửa chân tiên cảnh. Nếu ngươi cảm thấy mình có bản lãnh đó, có thể chống đỡ với chân tiên, ngươi có thể thử một chút. Hạ Thiên, ngươi tỉnh táo lại đi. Ông ta đang kích người đấy. Ninh Nhụy Nhụy hiểu tính tình của Hạ Thiên, lập tức ra sức khuyên bảo. Bé ngoan cũng nói, mặc dù trước đó ta mắng ngươi ngây thơ nhưng ta tin ngươi là người biết phân tắc. Người này đang kích ngươi ra tay, ngươi đừng bị mắc lừa. Ha ha, quả nhiên cũng là một đám chuột nhát nhát gan. Hòa thượng mập cười khẽ, nét khinh thường hiện rõ trên mặt. Ta biết ngươi đang kích ta, nhưng ta sẽ nhận cái kích này. Hạ Thiên nổi nóng, giữa ngón tay sáng lên một cây ngân châm, vỗ xuống đỉnh đầu chọc của hòa thượng mập. Lúc này, một bóng người lướt gấp đến, nhanh đến mức thiếu chút nữa xông phá tàn cảnh u minh. Từ xa đã quát Hạ Thiên, dừng tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 165.